Hầm mô lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát. Tâm chánh định như như bất động Phật ba thân nhân thế Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô. Chiều nay chúng ta sẽ học kinh Lăng Nghiêm cái quyển thứ ba, cái phần thu lục nhập, thập nhị nhập và thập bát giới, thu 12 xứ và thu 18 giới. Thì chúng tôi sẽ đọc cái phần chánh văn trước và chúng ta sẽ nói ý nghĩa sau. Lại nữa, A Nan, thế nào là sáu nhập vốn là Như Lai diệu tâm chân như tính? A Nan, tức là con mắt kia nhìn chăm chú phát ra tướng mỏi mệt, gồm con mắt và tướng lao nhọc,
đó đều là tính Bồ Đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân hai tướng vọng trần, tối và sáng, phát sinh ra cái thấy bên trong, thu nạp trần cảnh gọi là tính thấy. Tính thấy này rời hai trần tối sáng kia, rốt ráo không có thật thể. Thật vậy A Nan, nên biết cái thấy đó chẳng phải do sáng hay tối đến, cũng chẳng do con mắt ra, chẳng phải do hư không mà sinh. Vì sao? Nếu tính thấy từ cái sáng mà đến, khi tối lại phải theo cái sáng mà diệt, thì đáng lý, đáng lẽ không thấy cái tối. Nếu từ cái tối đến, khi sáng lại theo cái tối mà diệt, nên không thấy cái sáng. Nếu từ con mắt sinh, hẳn không có sáng và tối. Như vậy thì tính thấy vốn không có tự tính. Nếu từ hư không ra, thì khi nhìn trước thấy trần cảnh, soi trở về phải thấy con mắt. Lại hư không tự xem thấy thì đâu có quan hệ gì đến nhãn nhập của ông. Thế nên phải biết nhãn nhập là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, cũng không phải là tính tự nhiên. Ở đây tức là thu lục nhập. Lục nhập là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thân thiệt và thức nhập. Đầu tiên là nhãn nhập, tức là cái mắt của chúng ta. Nhập tức là cái mắt chúng ta nó thu nhận cái trần cảnh bên ngoài, gọi là nhãn nhập. Thì ở đây á, Đức Phật sau khi mà nói tới cái thu thức ấm, sau khi thu cái phần ngũ ấm, tức là thu thức ấm xong á, là Đức Phật nói tới cái phần lục nhập. Thì thu lục nhập đầu tiên là cái nhãn nhập, thì như Đức Phật cũng lại nói là, hồi trước chúng ta đã từng nói là Đức Phật nói là tất cả các pháp ở trong thế gian này, cho tới cái thân ngũ quẩn của chúng ta và tất cả mọi điều đều là Như Lai tàng tâm, chứ không phải là cái thấy khác, thì không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên. Thì ở đây Đức Phật lại nói tiếp là cái phần thu nhãn nhập này là do hai cái bên ngoài, tức là do ánh sáng và do tối. Nhưng mà ánh sáng và vọng trần và phát sinh ra cái thấy bên trong. Thì cái thu nạp trần cảnh đó thì chúng ta tạm gọi là tính thấy. Tính thấy này rời hai cái trần tối sáng thì rốt ráo không có thực thể. Bây giờ chúng ta thấy thứ nhất đó là nếu như ban ngày là khi có mặt trời là một nè, có mặt trăng, tức là có ánh sáng mặt trời, hoặc là ánh sáng mặt trăng, hoặc là ánh sáng của đèn á, thì ở đây chúng ta mới thấy được hình sắc. Còn nếu như không có mặt trời, không có mặt trăng và không có ánh sáng của đèn, thì mọi cái đều tối thui. Như vậy là một là do cái tối mà chúng ta không thấy hình sắc, hai là do ánh sáng mà chúng ta thấy tất cả hình sắc bên ngoài, thì cái đó gọi là cái thấy của mình, đúng không? Ví dụ như bây giờ chúng ta nhắm mắt, chúng ta không thấy hình sắc thì lại là chúng ta thấy tối. Chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy tất cả hình sắc, bây giờ là nhờ ánh sáng mà chúng ta thấy. Thì hai cái đó nó gom lại tạo thành cái thấy của chính mình. Ở đây trở lại cái thấy đó, nó bắt đầu nó thu nạp trần cảnh do ánh sáng. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy cái bông, thì cái trần cảnh nó liền hiện trong tâm thức chúng ta là cái hình bóng của một cái bông. Thấy cái nhà thì bắt đầu chúng ta thu nhận cái hình bóng của cái nhà vào trong tâm thức của chúng ta. Và cái thấy đó thật sự là hư dối nếu không có ánh sáng và không có cái bóng tối. Như vậy là Đức Phật nói là cái thấy này nó không có, nó vốn không có thật là thấy. Nếu mà nương trên căn và trần để thấy thì cái thấy đó không thật. Ở đây Đức Phật nói là cái thấy đó chẳng phải do sáng, chẳng phải do tối đến, cũng chẳng phải do con mắt mà ra, chẳng phải do hư không mà sinh. Tức là bốn cái chẳng phải. Thứ nhất á, là không phải do sáng mà chúng ta thấy. Ví dụ như bây giờ do có ánh sáng chúng ta thấy hết mọi cái. Nếu như cái thấy, tánh thấy đó mà từ ánh sáng mà tới đó, thì khi tối thì nó sẽ theo ánh sáng nó diệt. Cho nên có bóng tối chúng ta không thấy được bóng tối,
Còn này cái thấy mình đó là khi mà trời sáng chúng ta thấy, nhưng mà khi trời tối chúng ta cũng vẫn thấy. Thì vậy là cái ánh sáng này không phải do, cái thấy này không phải do ánh sáng mà nó sanh ra. Cái thứ hai, cái thấy này không phải do cái bóng tối mà sanh ra. Vì lúc tối chúng ta thấy tối đen, nhưng mà khi sáng thì chúng ta lại thấy được hình sắc. Thì vậy là nếu như ánh sáng mà do bóng tối sanh ra, thì khi trời sáng là cái thấy này sẽ bị mất đi. Như đằng này khi mà tối chúng ta vẫn thấy và sáng chúng ta vẫn thấy, thì như vậy là cái thấy của chúng ta không phải do cái tối mà hình thành. Và cái thứ ba là cái thấy không phải do con mắt. Đúng không? Khi chúng ta mở mắt thì chúng ta thấy hết mọi hình sắc, phải không? Nhưng mà khi nhắm mắt chúng ta thấy không? Nhắm mắt thấy không? Nhắm mắt thấy thì sao? Nhắm mắt thấy nhưng mà thấy tối đen. Tức là chúng ta khi chúng ta nhắm mắt thì chúng ta không thấy hình sắc. Nhưng mà đối với cái người á, mà còn bị lệ thuộc ở nơi căn trần, tức là chúng ta chưa có thấy cái gì nó khác ngoài cái mắt á, thì chúng ta nhắm mắt là chúng ta không thấy cái gì. Nhưng mà khi một người đã tu mà đã vượt qua sáu căn rồi á, thì mở mắt nhắm mắt họ vẫn thấy. Trường hợp như Ngài Ana Luật, Ngài chứng quả A-la-hán rồi, Ngài thấy đường đi bình thường. Tức là những người mà đạt được tới cái mức độ tới có thiên nhãn thôi là họ đã đi đứng tự do trên cái hư không này rồi. Họ không cần xài con mắt nữa, mà họ thấy bằng con mắt khác. Tức là từ thiên nhãn là pháp nhãn, là huệ nhãn, là Phật nhãn, là những cái nhãn đó nó thấy không xài con mắt phàm trần của mình. Và ở Việt Nam chúng ta cũng có một số người họ bị bệnh mù mắt, mà họ tập thấy bằng con mắt thứ ba, tức là không xài hai con mắt này họ vẫn thấy đường đi. Cái trường hợp đó thì cũng có một số người đã thực hiện ở miền Bắc chúng ta, cũng có một số người thực hiện thành công. Như vậy là ở đây Đức Phật ngày xưa cũng đã khẳng định là cái thấy không phải do con mắt. Có nghĩa là khi chúng ta mở mắt thì chúng ta thấy hình sắc, nhưng mà khi nhắm mắt chúng ta vẫn tiếp tục còn thấy nữa, chứ không phải là chúng ta nhắm mắt mà chúng ta không có thấy luôn. Nhưng mà với người thường thì nhắm mắt là thấy tối đuôi, người ta nói là không thấy. Tức là không thấy thì chúng ta không thấy hình sắc do cái ánh mắt chúng ta gọi ra, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái thấy ở chỗ đó. Thì cái thấy đó nó là cái thấy không hình sắc, cái thấy tối. Và cái điều nữa là cái thấy đó không phải từ hư không sinh ra. Thì ở đây Đức Phật ví dụ, nếu như bây giờ cái thấy nó từ hư không sinh ra, thì khi chúng ta nhìn ra ngoài thì sao? Thì chúng ta thấy hình sắc. Và nếu từ hư không sinh ra thì cái ngược lại hư không phải thấy lại mình, đúng không? Khi trở về hư không thấy mình. Nhưng mà nếu mà hư không mà nó thấy được mình á, thì mình không biết là mình thấy cái gì. Cái thấy đó lúc đó là hư không thấy, chứ không phải là mắt mình thấy. Đằng này mình thấy mình biết đó là cái bông, chứ không phải là hư không biết là cái bông. Nhưng nếu mà cái thấy từ cái hư không sanh ra thì hư không đã tự biết cái bông, chứ không có cần tới mình biết, không cần tới thấy mình mà hư không đã biết cái bông. Cho nên ở đây lý luận cái thứ tư là không phải cái thấy do hư không. Thì vậy là Đức Phật bác thứ nhất là cái thấy chúng ta không phải từ ánh sáng, cái thấy chúng ta không phải từ tối, cái thấy chúng ta không phải từ con mắt, và cái thấy của mình không phải là từ hư không. Mà thấy thế kia là do gì? Đức Phật nói là vốn từ Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tính. Cái Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tính đó, ở cái phần hôm rồi á, tức là cái kỳ giảng trước nữa, hồi tháng 2, thì chúng ta thấy là Đức Phật muốn nói tới cái gì? Cái diệu, diệu minh và cái minh diệu đó, không phải do đối tượng mà chúng ta thấy. Thì cái chân như diệu minh của chúng ta, nó không phải do đối tượng. Tức là cái Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tính của chúng ta không phải đợi có hình sắc nó mới thấy, không phải đợi có hư không nó mới thấy, không phải đợi có ánh sáng nó mới thấy, không phải đợi có bóng tối mới thấy, không phải đợi có con mắt mới thấy. Mà cái thấy này vốn tự thấy, mà cái thấy này nó gá nơi thân của chúng ta, nó hiện ra nơi mắt thì chúng ta thấy hình sắc, nó hiện ra nơi tai thì chúng ta nghe âm thanh, nó hiện ra mũi thì chúng ta ngửi mùi, hiện lưỡi chúng ta nếm vị, hiện nơi thân chúng ta xúc chạm, và hiện nơi ý chúng ta biết rõ nó pháp trần. Thì cái đó gọi là cái thấy đó không phải là cái thấy của con mắt. Đây là cái ý Đức Phật muốn nói về cái điều này.
Cho nên ở Đức Phật kết luận rằng cái phải biết nhãn nhập là giả dối. Tức là khi mà chúng ta nhìn thấy hình sắc bên ngoài, nhìn thấy một người đẹp, thì cái hình đó nó ở trong tâm thức của chúng ta. Tức là chúng ta nhập một cái hình sắc, thấy một bông đẹp thì chúng ta nhập một hình sắc mới. Thấy một cái nhà đẹp, chúng ta nhập một cái hình sắc mới. Thấy có một cái gì đẹp đó chúng ta nhập, hoặc là cái xấu chúng ta nhập. Thì mỗi lần chúng ta thấy xấu, mỗi lần chúng ta thấy đẹp, tức là chúng ta nhập thêm một hình sắc mới. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là hình sắc này là giả dối, không phải là tính nhân duyên, cũng không phải là tính tự nhiên. Nếu căn cứ trên ánh sáng thì nó không có chỗ để nhập, căn cứ lên bóng tối thì không có chỗ để nhập, căn cứ lên con mắt cũng không có chỗ để nhập, căn cứ lên hư không cũng không có chỗ để nhập. Tìm bốn chỗ đó không có cái gì gọi là nhãn nhập. Thì Đức Phật là kết luận cái nhãn nhập là giả dối, không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Cái thứ hai là cái thu nhĩ nhập. A nan, thí như có một người lấy hai ngón tay bích chặt hai lỗ tai của mình. Do lỗ tai mệt mỏi nên trong đầu tạo thành có tiếng. Cả hai lỗ tai và cái mệt mỏi đều là tính bồ đề chăm chú mà phát ra tướng mệt mỏi. Nhân hai cái thứ vọng trần, động và tịnh phát ra cái nghe ở bên trong, thu nạp trần tượng đó mà gọi là tính nghe. Tính nghe này rời hai trần động và tịnh kia, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy, A Nan, phải biết cái nghe ấy chẳng phải từ động tịnh đến, chẳng phải từ lỗ tai mà ra, chẳng phải từ hư không mà sinh. Vì sao? Nếu cái nghe từ cái tịnh mà đến, thì khi động phải theo cái tịnh mà diệt. Lý đáng chẳng nghe được cái động, nếu từ cái động mà đến thì khi tịnh theo cái động mà diệt, nên không biết cái tịnh. Nếu từ lỗ tai sinh hẳn không có động và tịnh, thì từ cái nghe cũng như vậy. Nếu vốn không có tự tính, nếu từ hư không ra thì hư không đã có tính nghe thì chẳng phải là hư không. Lại hư không tự nghe thì đâu có quan hệ gì đến nhĩ nhập lỗ tai của ông. Thế nên phải biết nhĩ nhập là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Ở đây Đức Phật có một cái ví dụ đầu tiên tới cái phần nhĩ nhập á, là Đức Phật ví dụ như có một người lấy hai cái ngón tay mà bích chặt lỗ tai của mình. Một thời gian cái lỗ tai nó mệt mỏi, bắt đầu tạo thành có tiếng kêu. Thì ở Việt Nam chúng ta có một cái pháp tu giống như vậy. Có một người truyền cái pháp tu là ngồi lỗ tai. Quý vị chắc có biết cái pháp tu này rồi phải không? Có một cái phương pháp tu ngồi lấy cái mền trụm đầu cái hai con cá bịch lỗ tai, mà phải được thầy truyền rất là bí mật. Chúng ta không có tiện nói cái đó ra mít lòng. Thì ở đây tức là Đức Phật ví dụ là nếu mà lấy hai ngón tay bịt lỗ tai mệt mỏi một thời gian thì tự động chúng ta sẽ nghe có một cái tiếng ở bên trong lỗ tai, thì mệt mỏi và cái tiếng phát ra. Thì cái tiếng phát ra đó và sự mệt mỏi của lỗ tai á, thì Đức Phật xác định đó đều là tính bồ đề chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Thì cái này không phải do tiền trần bên ngoài, cũng không phải do lỗ tai, không phải do hư không. Còn cái mà chúng ta được nghe bên ngoài là do động và tịnh. Ví dụ như có tiếng động thì chúng ta nghe, còn không có tiếng động á thì chúng ta nghe không? Nghe không? Nghe làm sao? Không có tiếng động chúng ta nghe sao? Nghe không có tiếng á. Mình dễ bị gạt mấy chuyện này lắm. Hình như là phần đầu Đức Phật có ví dụ là kêu chúng ta đánh cái chuông phải không? Đánh thùng chiến tiên tiếng chuông ngân á, hỏi nghe không thì A Nan trả lời là nghe. Và khi hết tiếng chuông rồi, cái Đức Phật hỏi nghe A Nan nghe không, cái A Nan nó không nghe. Nhưng mà khi có tiếng động thì chúng ta nghe có tiếng động, và khi không có tiếng động thì chúng ta nghe không có tiếng. Tức là chúng ta vẫn nghe có tiếng và nghe không tiếng, chứ không phải không có tiếng là chúng ta không nghe. Chúng ta nên xác định rõ với mình cái điều này. Ví dụ như là chúng tôi hôm trước chúng tôi nói là chúng ta phải nghe được cái khoảng giữa của hai âm thanh đó. Tức là có âm thanh rồi có một khoảng trống rồi có một âm thanh, chứ không phải hai âm thanh dính liền. Ví dụ nói chữ Phật hay chữ Pháp thì chữ Phật vừa dứt có một khoảng trống tương ưng với chữ Phật đó rồi mới có tới cái tiếng Pháp. Mà người nào nghe được hai âm thanh tức là người đó đã bắt đầu công phu tốt. Mà thường là chúng ta chỉ nghe một âm thanh để chúng ta hiểu trên cái âm thanh nổi thôi. Ở đây Đức Phật nói là cái tướng nghe chúng ta nó ở hai cái tướng động và
vọng trần động và tịnh. Tức là nơi trần ngoài á, có tiếng và không tiếng, thì cái đó nó tạo thành cái gọi là cái tính nghe của mình. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật nói rốt ráo không có, nó cũng không có tự thể luôn. Tức là cái tính nghe mình không phải do động. Tại vì nếu mà do động mà mình nghe, do cái tiếng động mình nghe, thì hết tiếng động mình sẽ không còn nghe. Giống như người bình thường đánh tiếng chuông cái hỏi nghe không, nó nghe. Hết tiếng chuông hỏi nghe không, nó không nghe. Đó là cái người bình thường. Thì ở đây á, Đức Phật nói là nếu mà cái nghe chúng ta mà do tiếng động để mà mình nghe được á, thì khi hết cái tiếng động thì chúng ta sẽ hoàn toàn không còn nghe gì nữa. Nhưng mà hết tiếng động chúng ta vẫn còn nghe cái sự yên lặng. Hoặc là Đức Phật nói là cái nghe này không phải do sự yên lặng, tức là không phải do cái tịnh đó. Cho nên nó khi mà tịnh chúng ta nghe, thì khi hết tịnh tức là động lại, thì đáng lý chúng ta không còn nghe tiếng động. Nhưng lần này hết cái yên tịnh rồi, bây giờ bắt đầu có tiếng động mới, chúng ta nghe được tiếng động mới nữa. Thì vậy là cái nghe của mình không phải do cái động mà nó biết nghe, không phải do cái tịnh mà biết nghe. Và cái nghe cái thứ ba nữa, Đức Phật ví dụ là cái nghe này không phải từ hư không. Để từ trước đến giờ nhiều khi chúng ta nghe âm thanh mà chúng ta không biết âm thanh nó từ đâu, nó do cái gì mà mình nghe được, đúng không? Thì vậy là Đức Phật nói là cái động này nó không phải từ hư không, cái tánh nghe mà nó không phải từ hư không. Tại vì nếu mà hư không biết nghe thì hư không không còn là hư không nữa. Và nếu như hư không có nghe thì không có dính dáng gì tới cái nghe của mình. Cho nên đó là khi mà nghe động và nghe tịnh thì cái này Đức Phật nói nó cũng là hư dối không thật. Và chẳng phải từ lỗ tai mà ra. Cái điều thứ tư là không phải từ lỗ tai của mình. Tại vì nếu mà từ lỗ tai của mình để mà nghe thì khi mà không có tiếng động cũng như là lúc thanh tịnh, thì khi không tiếng động nó cũng nghe, lúc thanh tịnh nó cũng nghe. Ví dụ như từ lỗ tai mà nghe thì nó có thể nó nghe, rồi khi có tiếng động thì nó không được nghe, hoặc là yên tịnh thì nó không được nghe. Đằng này nó yên tịnh nó cũng nghe và tiếng động nó cũng nghe. Thì như vậy là cái nghe này cũng không phải xuất phát từ cái lỗ tai của mình. Thì cả bốn điều này đối với Đức Phật cho nó là hư dối. Cái tính nghe chẳng phải là từ cái động, tính nghe chẳng phải từ tịnh, tính nghe chẳng phải từ lỗ tai, và tính nghe chúng ta cũng không phải là từ cái hư không nữa. Thì Đức Phật kết luận là cái dĩ nhập này vốn không phải là tính nhân duyên, cũng không phải là tính tự nhiên, nó là hư dối. Để thấy rằng từ trước đến giờ á, trong cái băng giảng trước thì chúng ta có nói là tới cái phần lục nhập này. Lục nhập này là từ xưa tới giờ chúng ta cứ hiểu lầm. Tại vì mắt chúng ta thấy sắc, tai chúng ta nghe tiếng là chúng ta sẽ vướng lại. Mà do lục căn tiếp xúc với lục trần mới sanh ra cái sự vướng mắc, buồn thương, giận ghét. Lần này nếu chúng ta hiểu rõ về lục nhập này mà nó không có xuất phát từ đâu, nó hư dối, nó không thật, thì chúng ta sẽ nhận ra một cái đạo lý giải thoát sau khi mà chúng ta học xong lục nhập. Và cái điều thứ ba nữa là thu tỷ nhập. A nan, ví như có người bịt chặt hai lỗ tai, bịt chặt hai cái lỗ mũi, bịt lâu sinh ra mỏi mệt, thì ở trong lỗ mũi cảm xúc nghe lạnh, nhân những cảm xúc mà phân biệt được là không, là thông, là bích, là rỗng, là đặc. Như thế cho đến các mùi thơm, mùi hôi gồm cả cái mũi và cái mỏi mệt đều là tính bồ đề, do chăm chú mà phát sinh tướng mệt mỏi. Nhân nơi hai tướng vọng trần không thông và bích phát sinh cái ngửi ở bên trong, thu nạp trần tướng đó gọi là tính ngửi. Tính ngửi này rời hai trần thông và bích kia rốt ráo không có tự thể. Phải biết cái ngửi ấy chẳng phải từ thông và bích mà đến, chẳng phải từ lỗ mũi mà ra, chẳng phải từ hư không mà sinh. Vì sao? Nếu cái ngửi từ thông mà đến thì khi bích cái ngửi phải theo cái thông mà diệt, làm sao biết được cái bích? Như nhân cái bích mà có thì khi thông không có cái mùi ngửi, làm sao rõ biết được cái mùi thơm, mùi hôi? Nếu từ lỗ mũi mà sinh thì hẳn không có thông và bích. Như thế thì cơ quan ngửi vốn không có tự tính. Nếu từ hư không mà sanh ra thì cái ngửi tự phải xoay lại, ngửi cái lỗ mũi của ông,
hư không tự có tính ngửi thì đâu quan hệ gì đến tỷ nhập mũi của ông. Thế nên phải biết tỷ nhập là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, chẳng phải là tính tự nhiên. Tức là tới cái phần nhập ở cái lỗ mũi thì Đức Phật có một cái ví dụ là nếu mà chúng ta lấy hai tay bóp lỗ mũi mình một hồi thì chúng ta nghe nó nghẹt và bắt đầu nó có mùi lạnh, thì sanh ra tướng mệt mỏi trong lỗ mũi của mình và tạo ra một số cảm xúc thông bích, rỗng và đặc. Thì lỗ mũi chúng ta thông á thì chúng ta thở được, chúng ta bích thì chúng ta nghe cảm giác cái thở nó sẽ bị nghẽn, nghẽn cái khí thở của mình. Và khi mà thông á thì chúng ta biết được mùi thơm, mùi hôi, mùi thúi, mùi tanh vân vân, tất cả các mùi chúng ta nhận biết được. Nhưng mà khi lỗ mũi chúng ta nghẹt rồi, chúng ta bích rồi thì các mùi chúng ta cũng không nhận. Thì vậy là Đức Phật nói là cái tướng mà lỗ mũi chúng ta tiếp xúc với cái mùi thì tạo thành cái tướng ngửi, đó gọi là cái tỷ nhập của mình. Mà tỷ nhập này á thì nó cũng do cái tính bồ đề, do chăm chú mà phát sinh tướng mũi mệt, tức là nó xuất phát từ cái tính giác chứ không phải là do cái thông và cái bích. Thì ở đây cũng giống như lý luận hồi nãy, tức là khi mà cái tỷ nhập chúng ta xuất phát từ cái thông thì khi cái bích tới thì nó sẽ không có biết. Như lần này khi mà lỗ mũi chúng ta đang thông như thế này, bỗng nhiên chúng ta nghẹt thì chúng ta biết chúng ta nghẹt, thì có nghĩa là cái biết này nó biết cái thông và nó biết cái nghẹt. Cho nên cái biết này, cái ngửi, cái tỷ nhập này nó không xuất phát từ cái thông. Nếu mà xuất phát từ cái thông mà khi cái bích nó tới thì nó sẽ không nhận được cái bích. Ngược lại nó không phải xuất phát từ cái nghẹt, cái bích đó. Vì cái nghẹt bích đó mà nó mất đi rồi thì nó còn cái thông, thì đáng lý mình không nhận biết được cái thông, nhưng mà ngày chúng ta sẽ nhận biết được cái thông đó nữa. Mà nếu xuất phát từ lỗ mũi thì nó không cần nghẹt và không cần thông, nó cũng tự biết. Và cái điều thứ tư là Đức Phật nói là nó không xuất phát từ hư không. Tức là nếu hư không mà có ngửi được thì chẳng dính dáng gì tới mình, và hư không không còn là hư không nữa. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là cái phần tỷ nhập của chúng ta thì tỷ nhập là cũng giả dối, không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Cái điều thứ tư là Đức Phật nói tới cái thiệt nhập, tức là cái lưỡi chúng ta. Thí như có người lấy cái lưỡi liếm môi thì liếm mãi sinh ra loại mỏi mệt. Nếu người ấy bệnh thì có cảm giác đắng, người không bệnh thì cảm giác có chút ngọt ngọt. Do vị ngọt, vị đắng mà hiển bày tính chất của cái lưỡi này. Còn lúc bình thường thì có tính lạc, cả cái lưỡi và cái mỏi mệt đều là tính bồ đề chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nay hai tướng vọng trần, ngọt, đắng và lạc phát sinh ra cái biết bên trong, thu nạp trần tướng, ấy gọi là cái tính biết vị. Tính biết vị này rời hai tướng vọng trần, ngọt, đắng, lạc, rốt ráo, không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông phải biết như vậy, cái biết nếm vị đắng lạc kia chẳng phải là nơi vị ngọt vị đắng đến, chẳng phải là nhân vị lạc mà có, lại cũng chẳng phải từ nơi lưỡi mà ra, chẳng phải từ hư không mà sinh. Vì sao? Nếu cái biết vị từ ngọt đắng đến, khi vị lạc thì cái biết vị phải mất, làm sao biết được vị lạc? Nếu từ nơi vị lạc ra thì vị ngọt nó đến, tức cái biết vị mới mất, là sao biết được hai tướng ngọt và đắng? Nếu từ cái lưỡi sinh chẳng có vị ngọt, vị lạc, vị đắng thì cái căn biết vị này vốn không có tự tính. Nếu từ hư không mà ra thì hư không có tự tính, chẳng phải lưỡi ông biết vị, lại hư không tự biết vị thì đâu quan hệ gì đến thiệt nhập của ông. Thế nên phải biết thiệt nhập là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, cũng không phải là tính tự nhiên. Nên là tới phần thiệt nhập, tức là cái lưỡi của mình. Thì Đức Phật ví dụ như là mình lấy cái lưỡi mình liếm môi. Nếu mà mình có sức khỏe tốt thì mình nghe có một chút vị ngọt, còn nếu mình bệnh thì mình nghe cái vị đắng, và nếu mình không súc miệng chắc mình nghe vị chua. Nhưng mà ở đây Đức Phật chỉ nói có mấy vị ngọt, vị đắng thôi, vị lạc. Nhưng mà thật sự là chua rồi chát rồi mặn rồi nồng, tức là chua cay rồi mặn rồi chát vân vân, nó có tới 5-6 vị như vậy. Thì khi mà cái lưỡi chúng ta xúc chạm với những cái vị đó thì có cái sanh cái tánh gọi là tỷ nhập, tức là sanh cái tỷ nhập của mình. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là cái tỷ nhập của mình nó cũng không do các vị ngọt, lạc, mặn, đắng, chua, cay gì đó, nó cũng không phải do từ đó mà sanh.
Và cái thứ hai là cũng không do cái lưỡi mà sanh. Cái thứ ba là không do hư không mà có. Thì cũng như những cái lý luận hồi nãy, tức là khi mà ngọt đến, mà nếu do vị ngọt mà sanh thì nó sẽ khi vị ngọt hết rồi nó không biết vị đắng. Nếu từ vị đắng mà đến, khi vị đắng hết rồi nó không biết vị ngọt. Cũng như từ hư không mà tới thì hư không nó tự biết vị, chứ không phải do cái lưỡi của mình. Thì đó là cái lý luận nó cũng trùng trùng giống nhau như vậy. Thì như vậy là Đức Phật cũng kết luận giống như hồi nãy là cái thiệt của mình, cái vị của mình á, nó cũng không phải là tính nhân duyên, cũng không phải là tính tự nhiên. Điều thứ năm, A Nan, thí như có người lấy một tay lạnh xúc chạm vào một tay nóng, nếu thế của cái lạnh nhiều hơn thì cái nóng cũng theo đó mà lạnh, nếu thế của cái nóng nhiều hơn thì cái lạnh cũng trở thành nóng, như thế do cái xúc chạm nhận biết trong lúc hợp lại mà rõ sự nhận biết trong lúc rời ra. Cái thế chênh lệch nếu thành giữa nóng và lạnh thì nhân đó mà phát ra mỏi mệt mà có cảm xúc. Cả cái thân và cái mỏi mệt đồng là tính bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân hai thứ vọng trần ly và hợp phát ra cái hiểu biết bên trong, thu nạp trần tượng gọi là tính biết cảm xúc. Thể của cái biết cảm xúc đó rời hai thứ trần hợp ly, trái thuận rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông phải biết tính biết ấy chẳng phải từ ly hợp mà đến, chẳng phải từ trái thuận mà có, chẳng phải từ thân thể mà ra, cũng chẳng phải từ hư không mà sinh. Nếu khi hợp tính biết đến thì khi ly tính biết phải bị mất, làm sao biết được cái ly. Hai tướng trái thuận cũng là như vậy, nếu từ nơi thân mà ra hẳn không có bốn tướng ly hiệp và trái thuận, thì thân tri giác của ông nguyên không có tính. Nếu từ hư không mà ra thì hư không lại có tri giác, đâu có quan hệ gì đến thân nhập của ông. Thế nên biết thân nhập là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Cái này Đức Phật cũng lý luận giống như nãy, tức là khi mà cái thân chúng ta được cái tay gờ tới, nếu cái tay chúng ta lạnh mà mạnh hơn cái thân á, thì cái thân hồi nghe cảm giác lạnh. Còn nếu mà cái thân mà nóng hơn cái tay thì chúng ta để lên thân hồi, thì cái tay chúng ta bị cái cảm giác nóng lên. Thì vậy là nếu mà chúng ta để tay hoặc là chúng ta xúc chạm nơi thân của mình, tức là chúng ta hợp lại thì chúng ta có cảm giác nóng lạnh. Thì cái cảm giác đó gọi là cái xúc của chúng ta. Thì tạo ra cái xúc này thì Đức Phật nói là cái xúc này cũng không phải do cái hợp có hai cái lại, cũng không phải do cái lìa ra, tức là lấy tay ra thì chúng ta không nghe cảm giác nóng lạnh, mà để tay vô thì chúng ta nghe cảm giác hoặc là nóng hoặc là lạnh hoặc là ngược lại, vân vân. Thì vậy là Đức Phật cũng lý luận giống như hồi nãy là cái xúc của chúng ta là không phải do hợp, không phải do ly, không phải do thân và cũng không phải do hư không. Thì nếu mà do hợp á, thì buông ra, tức là khi mà cho thân chúng ta xúc chạm tới một cái gì đó mà khi chúng ta buông ra, nếu mà do cái hộp mà sanh thì khi buông ra chúng ta sẽ hoàn toàn không biết. Nhưng mà khi mà hai cái thân, hai cái tay không có chạm nhau, tức là không hợp lại, thì chúng ta vẫn biết là cái cảm giác không hòa hợp đó xảy ra cho chính mình. Thì cái biết này nó không phải là do hộp, cũng không phải do ly, cũng không phải tự thân. Tự thân chúng ta thì hoàn toàn nó cũng không có cảm giác là hộp và ly đó, và cũng không phải là do hư không. Nên Đức Phật cũng kết luận là cái thân nhập là cũng giả dối, vốn không phải tính nhân duyên và cũng không phải tính tự nhiên. Và cái điều thứ sáu trong cái phần lục nhập là A Nan, thí như có người hỏi mỏi mệt thì ngủ, ngủ mãn giấc bèn thức, khi nhận biết trần cảnh thì nhớ, hết nhớ thì quên. Các món sinh trụ dị diệt trái ngược đó thu nạp chứa vào bên trong, không vượt thứ lớp nhau gọi là tri căn. Cả ý căn và cái mỏi mệt đồng là tính bồ đề, chăm chú mà phát sinh ra tướng mỏi mệt. Nhân hai thứ vọng trần sinh diệt gom góp cái biết bên trong, thu nạp pháp trần ngược dòng thấy nghe vào bên trong, cho đến đâu gọi là cái ý hay là cái biết. Cái ý hay cái biết này rời hai trần thức ngủ sinh diệt rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, nên biết cái ý căn hai biết như thế chẳng phải do ngủ thức mà đến, chẳng phải do sinh diệt mà, và chẳng phải từ ý căn phát ra, cũng chẳng từ hư không mà sinh. Vì sao? Nếu từ thức mà đến thì khi ngủ đã theo cái thức mà diệt, còn lấy cái gì làm ngủ? Nếu khi sinh mới có, lúc diệt đồng như không, thì lấy cái gì mà biết được diệt?
Nếu do cái diệt mà có thì sinh không có diệt nữa, lấy cái gì mà biết cái sinh? Nếu từ ý căn phát ra thì hai tướng ngũ thức khai hợp tùy nơi thân, rời hai tướng đó ra thì chẳng có hiểu biết. Này đồng như hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự tính. Nếu từ hư không mà sinh, hư không tự biết thì đâu có quan hệ gì đến cái ý nhập của ông. Thế nên biết ý nhập là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Tức là tới phần thứ sáu, Đức Phật nói tới cái ý căn của mình. Thì một là do chúng ta thức giấc, chúng ta nghĩ lung tung, nghĩ này, nghĩ nọ, nghĩ khó, nghĩ không, rồi chúng ta vọng động kiểu này kiểu nọ, nhớ việc này việc kia. Và khi chúng ta mê muội thì chúng ta ngủ. Nhưng mà khi ngủ và thức, cả hai điều này á, nó tạo ra một cái tướng biết ở bên trong của chúng ta. Thì nó không vượt cái thứ lớn nhau. Cái nào mà chạm tới chúng ta biết trước, chạm tới chúng ta trước thì chúng ta sẽ, cái đó nó sẽ hiện ở đầu chúng ta trước. Ví dụ như chúng ta thấy từ cái bình, rồi tới cái bình bông, rồi mới tới cái ly, mới tới cái đèn, mới tới cái cột, thì sau đó là nó cũng sẽ hiện theo cái thứ tự như vậy. Nó không có vượt thứ lớp. Thì cái mà thứ tự hiện ra trong mắt của chúng ta thì cái đó gọi là cái tri căn, tức là chúng ta biết những cái hiện tượng đó. Ví dụ như giờ hồi sáng giờ chúng ta thấy cái cảnh nào nó đẹp, cảnh thứ nhất mà chúng ta thấy, rồi chúng ta thấy cái cảnh thứ hai, rồi chúng ta thấy cái cảnh đẹp thứ ba. Thì khi chúng ta ngồi lại là thứ lớp hiện ra, thứ lớp hiện ra trong đầu của mình. Thì đó là ở trong duy thức gọi là cái lạc tạ ảnh tử, tức là những hình sắc mà nó còn rơi rớt ở trong tâm thức của mình. Và khi những hình sắc nó rơi rớt thì chúng ta có cái biết đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta nhắm mắt lại thì cái gì hiện ra? Những cái hình bóng, đúng không? Chúng ta nhớ cái mặt người này, chúng ta nhớ mặt người kia, chúng ta nhớ mặt người nọ, chúng ta nhớ cảnh này, nhớ cảnh kia, nhớ cảnh nọ. Hoặc là chúng ta nhớ âm thanh, cái lời nói người này nói như thế này, người kia bữa hôm kia nói một câu này nghe nó thích, người nọ nói một câu mình nghe mình không ưa, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó bắt đầu nó hiện ra nơi đầu của mình. Thì những hình bóng và âm thanh hiện ra nơi đầu chúng ta đó thì gọi là cái tri. Cái này là trong ngũ ấm, thì chúng ta gọi tương đương với cái gọi là cái tưởng ấm của mình. Thì chúng ta có một cái biết gọi là cái ý căn. Ý căn thì cái ý chúng ta nó biết khi có hình sắc hiện ra trong đầu, có âm thanh hiện ra trong đầu, và cái ý chúng ta vẫn biết cái không có hình sắc, không có âm thanh hiện ra trong đầu nữa. Như vậy là khi mà chúng ta nghĩ về cái người này để nhớ người này nói câu gì, nghĩ về người kia để nhớ người kia nói câu gì, hoặc là nhớ lại cái mặt người này, nhớ mặt người kia, thì cái đó nó chỉ là cái vọng trần, cái tiền trần. Nó hiện ra tâm thức của chúng ta và ý căn chúng ta biết được điều này. Rồi là khi mà chúng ta chú tâm để chúng ta tu tập á, thì chúng ta luôn luôn biết những hình ảnh và những âm thanh xảy ra nơi đầu của mình. Thì lúc đó gọi là cái gì? Là chúng ta tu, đúng không? Khi chúng ta tập trung, chúng ta tu tập á, thì cái ý căn này nó luôn luôn biết tất cả những hình sắc. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật cũng lại lý luận tiếp là cái ý căn của chúng ta nó không phải sinh ra từ cái có cái tiền trần bên ngoài, có vọng trần bên ngoài, và không phải nó sinh ra từ cái không vọng trần. Vì sao? Vì có vọng trần là nó vẫn biết. Nếu mà từ vọng trần mà đến thì vọng trần nó hết rồi thì cái biết này nó sẽ mất đi. Nhưng đằng này khi mà cái vọng trần, cái vọng niệm, cái khởi nghĩ trong đầu chúng ta mà nó lặng dứt rồi thì chúng ta vẫn còn cái biết nữa. Thì vậy là cái biết này nó không phải theo cái có vọng trần phiền não mà nó sanh ra. Nếu vọng trần phiền não mà nó sanh ra được cái biết thì vọng trần phiền não nó mất, thì cái biết nó phải mất theo. Nhưng lần này cái biết chúng ta vẫn còn, thì vậy là chứng tỏ là nó không phải do cái vọng đó mà nó sanh, mà nó cũng không phải do cái không vọng mà sanh. Ở đây nếu một người mà có kinh nghiệm công phu, chúng ta sẽ lưu ý tới cái chỗ này. Đây là một chỗ gần như là mấu chốt của công phu mà mình phải nhận ra. Từ trước đến giờ chúng ta sử dụng cái công phu mà chúng ta biết vọng, thì chúng ta phải lưu tâm tới cái có vọng và không vọng này. Đức Phật đang lý luận rất là khéo. Nếu mà chúng ta khéo nhận ra cái điều này, bây giờ nếu chúng ta tập trung để chúng ta biết, thì bây giờ là có vọng chúng ta biết, không vọng chúng ta cũng biết. Thì cái biết này nó không phải từ vọng mà sanh, cũng không phải từ không vọng mà có. Tức là chúng ta có một cái biết nào đó, nó không phải là vọng, cũng không phải là không vọng. Mà cái biết này nó cũng không phải xuất phát từ cái ý của mình, và cái biết này cũng không phải có từ hư không.
Mà cái biết này thì ở đây Đức Phật lý luận nó giống như cái là cái Như Lai tàng tâm của mình, tức là cái Bồ đề giả dối mà nó sanh ra, từ cái Bồ đề mỏi mệt mà sanh ra cái biết đó. Thì vậy là cái biết ở nơi có trần, cái biết ở nơi không có trần, không có vọng trần, và cái biết hư không, cái biết có hình sắc, cái biết không hình sắc, vân vân, thì cũng không phải do trần mà nó sanh ra cái biết, không phải không có trần mà nó sanh ra cái biết, cũng không phải là từ ý căn sanh ra cái biết, cũng không phải là từ hư không sanh ra cái biết. Mà cái ý nhập này á, cái ý nhập này là cái giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Thì nó là cái gì? Là Như Lai tàng tâm. Như Lai tàng tâm ở phần trước là Đức Phật có nói. Thật ra bây giờ khi chúng ta đã nói qua cái biết của mắt nè, cái thấy của mắt, cái biết nghe của lỗ tai, cái biết ngửi của mũi, cái biết nếm mùi vị, cái biết về sự xúc chạm, và cái biết trần cảnh. Bây giờ nếu chúng ta lắng tâm lại kỹ chút thì chúng ta coi cái biết này ở nơi sáu căn nó giống hay nó khác nhau. Giống hay khác nhau? Vậy các ai xác định được cái điều này không? Sau kết thúc của lục nhập chúng ta phải có một cái thấy này. Thì từ đầu tới cuối là Đức Phật nói là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và thức nhập này là hư dối không thật, không phải do nhân duyên, cũng không phải là tính tự nhiên. Tự nhiên thì không đúng, mà nhân duyên thì cũng không phải rồi. Nhân duyên là Đức Phật lý luận không phải rồi, mà tự nhiên thì cũng không đúng. Và với mình bây giờ mình hỏi nhau một câu là cái biết, cái hình sắc và cái biết âm thanh, cái biết mùi vị, cái biết mùi, cái biết vị, cái xúc chạm và cái biết trần ở nơi đầu của chúng ta giống nhau hay là khác? Hả? Giống hay khác? Nó lớn hơn nó giống hay khác? Ai giải thích được điều này thưởng lớn. Người nào mà minh định rõ được điều này á, là người đó công phu khá lắm á. Và người đó sẽ không bị loạn bởi trần cảnh. Nhưng phải minh định một cách chính xác về cái điều này. Thì đầu tiên là hỏi giống hay khác rồi đó. Giống hay khác? Giờ lý giải thì sao mà giữa cái thấy hình sắc và cái nghe âm thanh nó giống nhau thì sao? Ai đứng lên nói nghe thử coi. Giống nhau thì sao mới được chứ? Giống thì sao? Không có để làm công án rồi nha. Cái này không giải thích thì nó uổng lắm. Để mỗi người phải tự thấy ra được điều này. Nếu mà chúng ta thấy được cái đồng giữa lục căn á, chúng ta thấy là cái đồng đẳng của lục căn của chúng ta sanh ra cái biết á, mà chúng ta lý luận một cách rành mạch được á, thì tự mình nó sẽ lặng dứt hết vọng niệm liền. Đây là một điều rất là đặc biệt. Cái này là phải tự mỗi người phải thấy ra mới được. Này không lý luận. Hẹn đầu năm tới thì quý vị trả lời. Người nào mà từ trước đến giờ là chúng ta đã từng nói là nhãn nhĩ thị thân ý, rồi chúng ta tu để cho đừng có dính tới hình sắc, tu đừng dính âm thanh, tu đừng có dính mùi, đừng có dính vị, đừng có xúc chạm. Tức là nếu một người hoàn toàn giải thoát là căn trần không dính nhau là giải thoát, đúng không? Thì đây là cái mấu chốt để chúng ta tu tập. Đây là những điều mà chúng ta phải thực sự đầu sâu. Thì cái lý luận của Đức Phật tại từ trước thì cứ thu cái này thu kia thu nọ thì đã quen thuộc với mình rồi. Cái lý luận này mình không giảng nhiều. Nhưng mà riêng đối với chúng ta khi công phu thì những cái chuyện này là những cái mà buộc chúng ta phải thấy rất rõ ràng. Bây giờ mắt chúng ta thấy sắc nè, bây giờ hỏi là một câu, mắt chúng ta thấy sắc là có dính sắc không? Tức là căng trần thấy nhau, dính không? Dính không? Tại sao không dính? Dạ không dính. Đó, chúng ta phải xác định từng cái chứ, từ xưa đến giờ là chúng ta nói là chúng ta tu để cho căng với trần không dính nhau, mà thực sự căng trần dính nhau là giải thoát. Bây giờ căng trần dính nhau, dính không? Đây là những cái vấn đề mà mình phải thực sự đặt ra, mình phải tự giải quyết được. Nếu ai thấy rõ căn và trần dính á, thì sẽ rất là cực về công phu, và công phu cả đời mình không giải quyết được gì. Còn mà ai mà thấy được cái sự thật của căn trần mà không dính á,
thì không cần phải tu nữa cũng giải thoát ngay tại đây liền. Cái sướng gì đó, giờ muốn thấy kiểu nào. Hay là cái lẫn vẫn thấy Đức Phật lý luận đơn sơ vậy, nhưng mà đây là những cái điều rất là mấu chốt của công phu. Nhưng mà cái này nó dính liền với nhau, lục nhập bây giờ tới 12 xứ, nó cũng liền tới 18 giới. Tức là khi chúng ta kết thúc những cái điều này, chúng ta sẽ tổng kết lại là căn trần và thức, nó sẽ có một lối thoát thực sự cho mình. Thì chúng ta học tiếp cái phần 12 giới ha. Đó hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là quý vị phải xác định được là cái thấy ở con mắt, cái nghe của âm thanh, cái ngửi của mùi, cái nếm vị ở lưỡi mình, cái thân xúc chạm và cái ý biết trần giống hay là khác. Đó là cái thứ nhất, đúng không? Câu hỏi thứ hai là căn với trần xúc chạm nhau nó dính hay không? Tại sao không dính và tại sao dính? Hai câu hỏi đó. Nhưng chút để dành trả lời không được, tối nay không cho về nhà. Bây giờ tới cái phần thu 12 xứ. Lại nữa, anh em, thế nào là 12 xứ? Vốn là Như Lai Tạng Diệu Tâm Chân Như Tính. Anh em, ông lại xem rừng cái Kỳ Đà và các suối ao này, ý ông nghĩ sao? Thấy được như thế là do sắc trần sinh ra mắt thấy, hai con mắt sinh ra sắc tướng. A nan, nếu lại con mắt sinh ra sắc tướng thì khi thấy hư không chẳng phải sắc. Lẽ ra tính sắc phải tiêu mất. Đã tiêu mất thì rõ ràng tất cả đều không, sắc tướng đã không thì lấy cái gì rõ biết được hư không? Đối với hư không cũng lại như vậy. Lại nếu sắc trần sinh ra mắt thấy thì khi thấy hư không chẳng phải sắc thì cái thấy phải tiêu mất. Cái thấy tiêu mất thì tất cả đều không. Vậy lấy cái gì để rõ biết được sắc tướng và hư không? Thế nên phải biết cái thấy cùng với sắc tướng và hư không đều không có xứ sở. Tức là sắc tướng và cái thấy, hai xứ đó là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, cũng không phải là tính tự nhiên. Tức là nói tới 12 xứ, tức là 12 cái vị trí để cái này sanh ra cái kia. Thì bây giờ Đức Phật nói cái vị trí là cái con mắt của mình. Thì đầu tiên là Đức Phật nói, nếu Đức Phật đặt câu hỏi là thấy, chúng ta thấy được cái rừng Kỳ Đà nè, các suối ao, và ý ông nghĩ sao? Cái thấy được như thế là do sắc trần sinh ra mắt thấy, hay con mắt sinh ra sắc tướng? Ví dụ như bây giờ Đức Phật hỏi mình là mình, tất cả chúng ta đều nhìn lên trên, chúng ta thấy tượng Phật đây, thấy tượng Phật đây cho nó dễ. Thì bây giờ Đức Phật đặt câu hỏi nè, nếu mà chúng ta đang thấy tượng Phật như vậy á, là cái sắc trần, do có sắc trần sinh ra cái thấy chúng ta, hay là con mắt sinh ra cái sắc tướng? Nha, Đức Phật đặt rõ ràng câu hỏi đó. Bây giờ chúng ta thấy tượng Phật, thì vậy là khi chúng ta thấy được cái tượng Phật, khi chúng ta thấy được cái cột, khi chúng ta thấy được cái vách tường, khi chúng ta thấy được tất cả mọi cái, thì cái thấy được như thế là sắc trần sinh ra cái mắt chúng ta thấy, hay là con mắt sinh ra cái sắc tướng? Đó là câu hỏi của Đức Phật đặt ra. Tức là do cái sắc trần mà sinh ra cái thấy của con mắt chúng ta, hay là con mắt của chúng ta nó sinh ra cái sắc tướng đó? Câu hỏi của Đức Phật đặt ra như vậy. Thì bây giờ Đức Phật lý luận nè, nếu mà con mắt sinh ra sắc tướng, không? Tức là con mắt chúng ta nó sinh ra cái bông, con mắt chúng ta nó sinh ra cái bàn, con mắt chúng ta nó sinh ra cái dĩa trái cây, mắt sinh ra tượng Phật. Thì khi thấy hư không, tức là khi chúng ta thấy cái khoảng không, không có gì hết, không phải là sắc, thì lẽ ra cái tính sắc phải bị tiêu mất. Mà đã tiêu mất thì rõ ràng tất cả đều là không. Sắc tướng đã không thì lấy cái gì rõ biết được hư không? Đây cũng giống lý luận hồi nãy, phải không? Nếu con mắt mà chúng ta sinh ra hình sắc á, để chúng ta thấy á, thì cái lúc mà không có hình sắc, tức là cái khoảng không, thì chúng ta sẽ không thấy được hư không. Nhưng mà trong cái lúc mà không có tất cả hình sắc thì cái mắt chúng ta vẫn thấy được hư không. Thì như vậy là cái không, cái câu hỏi thứ nhất là không phải con mắt sinh ra sắc trần, không phải con mắt sinh ra sắc trần để chúng ta tạo có cái mắt thấy. Cái thứ hai là con mắt sinh ra sắc tướng. Thứ nhất là Đức Phật nói là cái sắc trần sinh ra cái mắt thấy. Thì vậy là cái lúc mà, cái lý luận thứ nhất là lúc mà có, nếu là cái sắc trần mà sinh ra cái tướng thấy á, thì khi sắc trần nó mất thì chúng ta hoàn toàn không còn gì luôn. Nhưng mà
khi sắc trần nó mất rồi chúng ta vẫn thấy được hư không. Thì cái lý luận đầu tiên về cái sắc trần để sanh ra tướng thấy là không đúng. Bây giờ cái lý luận thứ hai là con mắt mới sinh ra cái tướng. Bây giờ cái lý luận thứ hai á, nếu mà cái mắt chúng ta mà sinh ra tất cả các tướng thì vậy là nó chỉ sinh ra tướng không, nó chỉ thấy tướng mà nó không thấy được hư không. Đằng này nó thấy được tướng nhưng mà tướng nó mất rồi nó thấy hư không. Thì vậy là không phải con mắt nó sinh ra cái hình tướng bên ngoài. Còn nếu mà con mắt sinh ra hình tướng mà cái tướng đó nó mất thì từ cái tướng đó nó mất thì cái thấy nó cũng mất luôn, nó không bao giờ tiếp nhận được cái hư không. Nhưng mà con mắt chúng ta vẫn tiếp nhận được hư không. Thì vậy là cái thấy này không phải là từ cái sắc tướng bị sinh ra cái thấy, cũng không phải từ con mắt sanh ra sắc tướng. Và cái thứ ba là cũng không phải từ hư không. Tại vì hư không mà sanh ra cái thấy á, sinh ra cái thấy thì hư không tự thấy, không dính dáng gì tới mình. Thì vậy là Đức Phật kết luận cũng giống như hồi nãy là hai xứ đó là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Tức là nó không có một cái xứ sở cố định. Tức là khi mà chúng ta thấy á, khi chúng ta thấy bằng mắt bình thường nha, thì bây giờ khi chúng ta thấy hình sắc thì cái thấy chúng ta ở hình sắc hay là cái thấy chúng ta ở con mắt? Đó, bây giờ ví dụ như khi chúng ta thấy cái dĩa trái cây đi thì cái thấy chúng ta ở con mắt hay là cái thấy ở dĩa trái cây hả? Giờ chúng thấy tượng Phật rồi ha, thì vậy là cái thấy chúng ta đang ở tượng Phật hay là cái thấy chúng ta ở con mắt? Tôi nghĩ có những cái lý luận rất là gút, nhưng mà nếu mà chúng ta lý giải được á, mình thông được những cái lý luận nhỏ này á, thì sau này chúng ta gặp mấy bản kinh khác chúng ta thông ghê lắm. Thì đây là một trong những cái bản luận hết sức là chi ly về công phu chuyên môn, cái căn trần thức của chúng ta rất là rõ ràng. Mà hai xứ thì bây giờ nó ở xứ nào, cái thấy chúng ta là ở nơi con mắt hay là thấy chúng ta ở nơi ông Phật? Thì giờ chúng ta xác định coi cái thấy chúng ta đang ở đâu. Nếu mà cái thấy chúng ta ở nơi ông Phật á, không, thì không có ông Phật là chúng ta không thấy gì hết, đúng không? Còn nếu cái thấy chúng ta ở con mắt thì chúng ta không thấy được ông Phật. Thấy ở con mắt thì nó chỉ thấy con mắt, không thấy ở nơi Phật. Vậy là thấy ở giữa tượng Phật và con mắt, đúng không? Những cái chỗ này mà chúng ta phải chịu khó, nếu đọc kinh Lăng Nghiêm mà mình chịu tư duy chúng nó cũng có nhiều chuyện thú lắm. Thằng sư mình đã từng thấy đó, giờ cái tự nhiên ai lại hỏi mình nữa, giờ anh đang thấy, chị đang thấy thì thấy là cái thấy đó ở mắt hay thấy đó sự vật. Mình không biết được trả lời sao cho nó trúng cái chỗ này, hay là cái thấy đó ở hư không. Hư không thì cũng không dính dáng tới mình là không phải rồi. Ở sự vật, nếu là thấy ở sự vật thì mình cũng không biết tới, nếu mà thấy con mắt thì không biết tới sự vật. Mà từ con mắt tới sự vật nó có một khoảng cách, thì vậy là cái thấy mình nằm ở chỗ nào, nằm ở chỗ nào? Đây là cái thập nhị xứ, tức là muốn xác định cái thấy của mình. Đức Phật cũng xác định cái thấy của mình là nằm ở đâu, thế nằm ở đâu? Nếu chúng ta trả lời được những cái điều này là chúng ta sẽ rất là thông. Nhưng mà tới 12 nhập chúng ta sẽ có một kết luận để chúng ta thấy rằng cái lý luận này của Đức Phật gỡ từng cái một trong cái căn trần của mình, để mình thấy rõ ràng á là mình sẽ có một cái kết luận về căn trần dính hay là không dính. Mà chúng ta có một kết luận thực sự ở nơi mình khẳng định rằng căn và trần nó dính hay là không dính á, để nó quyết định cái kiến giải thoát hay là trầm luân của mình ngay tại chỗ liền. Đó là một cái điều hết sức quan trọng. Thật ra là những cái này đọc chúng ta thấy nó không có gì, nhưng mà nó là một cái đúc kết hết sức quan trọng cho công phu của mình. Cái điều thứ hai, Đức Phật nói về thu hai xứ nhĩ căn và thanh trần. Hồi nãy là mắt và sắc trần ha, nhãn căn và sắc trần, bây giờ nhĩ căn và thanh trần. A Nan, ông lại nghe trong vườn Kỳ Đà này, khi dùng cơm thì đánh trống, lúc hợp chúng thì đánh chuông, tiếng chuông tiếng trống trước sau tiếp nói, ý ông nghĩ sao? Như thế là cái tiếng đến bên lỗ tai hay lỗ tai đến chỗ cái tiếng? A Nan, lại nếu cái tiếng này mà đến bên lỗ tai, như khi tôi đi khất thực ở thành Thất La Việc thì tại rừng Kỳ Đà không có tôi. Cái tiếng đó nếu đã đến bên lỗ tai của ông A Nan thì ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp lẽ ra không cùng nghe. Huống chi trong đây có 1250 vị sa môn, một khi nghe tiếng chuông đều đến chỗ ăn cơm. Lại nếu lỗ tai của ông đến bên cái tiếng đó,
cũng như khi tôi trở về trong quyền Kỳ Đà, thì tại thành Thất La Phiệt không có tôi. Vậy khi ông nghe tiếng trống, lỗ tai của ông đã đến chỗ tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông đồng thời phát ra, đáng lẽ ông chẳng thể cùng nghe một lần. Huống nữa, ông còn nghe được tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng dê và nhiều thứ tiếng khác. Còn nếu không đi đến với nhau thì lại không nghe. Thế nên phải biết cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở, tức là cái nghe và tiếng cả hai xứ này đều là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Cái này hôm trước mình có hỏi nhau rồi đúng không? Tức là khi chúng tôi nói âm thanh ra thì quý vị ngồi đó đó ha, thì cái âm thanh chạy tới lỗ tai quý vị để nghe, hay là quý vị chạy ở đây để nghe âm thanh? Đức Phật cũng hỏi như thế này. Đức Phật nói là bây giờ khi ông nghe tiếng tống, nghe tiếng chuông, hai tiếng liên tục với nhau, tai ông cũng nghe liên tục từng tiếng, thì bây giờ á, hỏi ông á là cái âm thanh chạy tới lỗ tai để ông nghe, hay là từ lỗ tai mình chạy tới đằng kia để nghe âm thanh? Ở chỗ nào, tức là vị trí, tức là thập nhị xứ, có nghĩa là xác định cái vị trí, cái xứ sở của cái nghe, cái chỗ của cái nghe nó ở đâu. Tức là thập nhị xứ, tức là 6, 12 xứ này coi nó nằm ở chỗ nào. Thì Đức Phật lý luận nè, nếu bây giờ là mình cái âm thanh mà nó chạy tới mình để mình nghe, thì chạy tới lỗ tai mình, tại sao chạy tới lỗ tai người kia? Ở đây mấy trăm người nghe một âm thanh là người ta nghe một lượt hết. Động lúc có một tiếng động là chúng ta ngồi đây chúng ta nghe hết. Thì âm thanh nó đi, nó cứ chạy tới lỗ tai người này, chạy tới lỗ tai người kia, chạy tới lỗ tai người nọ hay sao? Hay là bây giờ mình ngồi đây để mình chạy tới để mình nghe âm thanh. Tức là ví dụ như có tiếng động ở đây, thì quý vị lỗ tai mình chạy tới đây để nghe tiếng động, đúng không? Ở sau lưng quý vị có tiếng động, có chạy ngược đó nghe, bên đây có tiếng động chạy ngược bên đây nghe, bên kia có tiếng động chúng ta chạy ngược bên kia nghe. Nói chung là chung quanh chúng ta bao nhiêu hướng có bao nhiêu tiếng động, thế thì chúng ta đều chạy tới chạy lui vậy để nghe hay sao? Cái này hay á. Cái này hay. Nói nếu mà chúng ta xác định được cái xứ sở của cái nghe này, và xác định được cái xứ sở của âm thanh, tức là xác định được cái vị trí của cái nghe, vị trí của âm thanh một cách tương tận, thì như cái đoạn đầu là nói chúng ta đã nhận được cái tánh nghe của mình. Đây Đức Phật nói lại cái đoạn đầu á, là phần khu này, tức là tóm kết lại cái đầu. Như là chúng ta nghe làm sao? Âm thanh tới mình hay mình tới âm thanh? Hả? Tức là xác định, này là thập nhị xứ, tức là xác định cái xứ sở của cái chỗ nghe. Cái chỗ nghe đó vậy là nằm ở đâu? Hay là nằm ở nửa mình, ở nửa âm thanh? Hay là nằm ở hư không? Nếu mà chúng ta chạy thì chúng ta có thần thông sao để chạy tùm lum được? Chúng ta lưu ý tới cái chỗ này một chút ha. Chúng ta học hết thập nhị xứ này chúng ta có thể lý luận được. Này, chúng ta chỉ cần lý giải được một căn với một trần thôi, tức là cái âm thanh và cái nghe thôi, là chúng ta sẽ thông được 6 căn của mình. Và khi mà chúng ta thông được một căn, tức là tất cả các căn chúng ta sẽ được khai thông. Thì cái phần từ đây về sau nữa, phần dạy cái phá rút của 6 căn đủ hết, tức là chúng ta cột rút nào chúng ta tháo rút đó gì đó, thì ở đoạn sau Đức Phật lý luận rất là rõ. Nhưng mà ở đây là cái phần Đức Phật thu có nghĩa là lấy mất hết những cái được gọi là căn, cái được gọi là trần, cái được gọi là thức, phá vỡ hoàn toàn để thấy nó không có, mà nó chỉ có một cái duy nhất là Như Lai Tạng Tâm thôi. Cái ý là thu á, là tóm, là cột, là làm cho nó mất đi cái khái niệm căn, trần và thức của mình. Tức là lục nhập là 12 xứ và 18 giới này, Đức Phật thu lục nhập 12 xứ và 18 giới để cho nơi đầu chúng ta không còn có cái gì là lục nhập, không còn có cái gì là xứ, không còn có cái gì là giới, mà chỉ còn có cái duy nhất là Như Lai Tạng Tâm. Cái ý Đức Phật đang thu là như vậy. Thật ra chúng ta có nghe thì chúng ta cũng phải theo cái ý này, để kết cục rồi thì cái mà pháp giới này chỉ là nhất chân pháp giới, không có cái chuyện thứ hai nữa. Và khi nào mà chúng ta thấy hoàn toàn biến mất hết tất cả mọi cái, chỉ còn cái chân duy nhất, cái toàn chân duy nhất đó, tức là lúc đó chúng ta nhập đạo. Tất cả lý luận đều Đức Phật đều đưa chúng ta tới vị trí này.
Cho nên chúng ta nghe là chúng ta chuẩn bị cái tinh thần để chúng ta tới đó, chứ không phải là nghe một cách bình thường. Tới phần thứ ba là phần thứ hai này thì Đức Phật cũng kết luận giống như trước là cái nghe của chúng ta nó không phải là thật, nó là giả dối, rồi nó cũng không có một cái xứ sở cố định, tức là không phải cái tính nhân duyên, cũng không phải là tính tự nhiên. Đức Phật đều kết luận không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên, nhưng mà không phải là không có. Có một cái mà không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Nhân duyên cũng không đúng mà tự nhiên cũng là sai. Tự nhiên thì nó như vậy rồi, thì cái phần mà giải thích nhân duyên tự nhiên là đoạn đầu chúng ta đã có giải thích. Tới phần thứ ba là thu hai xứ tỷ căn và hương trần. A Nan, ông hãy ngửi chiên đàn trong lò này, hương ấy nếu đốt một thù thì trong 40 dặm nơi thành Thất La Việt đồng thời đều ngửi mùi thơm. Ý ông nghĩ sao? Hương ấy sinh ở nơi cây chiên đàn, sinh ở nơi lỗ mũi ông hay sinh ra từ hư không? A Nan, lại nếu mùi hương này sinh từ lỗ mũi của ông, đã gọi là do lỗ mũi sinh thì phải từ lỗ mũi mà phát ra. Nhưng lỗ mũi không phải là chiên đàn, tại sao trong mũi lại có mùi thơm chiên đàn? Lại đã gọi rằng ông ngửi mùi thơm thì mùi thơm phải vào trong lỗ mũi của ông, còn trong lỗ mũi đã phát ra mùi thơm mà nói rằng ngửi được là không đúng nghĩa. Nếu như từ hư không thơ sinh, tính hư không thường còn, mùi thơm lẽ ra phải thường có, sao lại phải nhờ đốt cây khô chiên đàn trong mới có mùi thơm? Nếu mùi thơm sinh ra từ cây chiên đàn thì cái chất thơm ấy nhân đốt cây chiên đàn mà thành khói. Nếu lỗ mũi ngửi được mùi thơm, lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi, cớ sao khi khói bay lên hư không chưa được bao xa mà trong khoảng 40 dặm đều ngửi được mùi thơm? Thế nên phải biết mùi thơm của lỗ mũi, thế nên phải biết mùi thơm, lỗ mũi và cái ngửi đều không có xứ sở. Tức là cái ngửi và mùi thơm, hai xứ đều là giả dối, vốn không phải là tính như nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Tức là ví dụ có một loại thơm, gỗ thơm á, cây chiên đàn này chắc có lẽ nó thơm hơn cái loại trầm của mình á. Thì khi mà đốt cây chiên đàn là khoảng 40 dặm là rộng lắm, khoảng mấy cây số của mình á, là người ta nghe khắp hết, thì chứng tỏ là mùi thơm chiên gỗ chiên đàn rất là thơm. Nhưng mà từ trước đến giờ mình nghe cái mùi thơm đó, mình nói đâu mùi thơm đó từ đâu? Thì gỗ cây chiên đàn đốt lên đúng không? À. Đại Đức Phật lý luận là mùi thơm nó cũng không phải từ gỗ chiên đàn sanh. Nếu mà mùi thơm nó sanh từ gỗ cây chiên đàn á, thì cái lỗ mũi mình nó không biết được mùi thơm đó. Còn nếu mà mùi thơm nó sanh ra từ lỗ mũi thì không cần đốt cây chiên đàn chúng ta cũng có mùi thơm. Còn nếu như mà cái mùi thơm nó sanh ra từ hư không á, thì hư không còn hoài, tại sao mùi thơm nó không còn mà có một chút mà nó mất? Đức Phật lý luận rất rõ điều này. Thật ra là cuối cùng Đức Phật cũng kết luận là cái mùi thơm này nó cũng không phải sanh ra từ gỗ chiên đàn, không phải sanh ra từ lỗ mũi và cũng không phải sanh ra từ hư không. Nó là giả dối, nó tức là nó không có một cái xứ sở cố định rõ ràng, mà nó là giả dối, là không thật. Thu hai xứ thiệt căn và vị trần. A Nan, ông thường hai thời ở trong chúng, ông ôm bát để khất thực, khi ấy hoặc được vị Tô Lạc Đề Hồ gọi là vị quý. Ý ông nghĩ sao? Vị này sinh ra là do hư không, do cái lưỡi hay do trong thức ăn? A Nan, nếu vị ấy lại sinh ra từ nơi cái lưỡi của ông, trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi, thì khi ấy cái lưỡi đã thành một vị Tô Lạc rồi. Nếu gặp đường phèn, lẽ ra vị không dời đổi, chẳng biết được vị ngọt của đường phèn. Nếu vị không dời đổi thì không gọi là biết vị. Còn nếu dời đổi thì cái lưỡi chẳng phải có nhiều như thế, vì sao một cái lưỡi lại biết nhiều vị? Nếu do thức ăn sinh ra vị trần, thức ăn chẳng có tính biết, làm sao tự biết vị? Lại nếu thức ăn tự biết vị, tức đồng với người khác ăn, thì có liên hệ gì đến ông mà gọi là ông đã biết vị? Nếu do hư không sinh ra vị trần, thì ông thử nếm hư không coi có vị gì. Hư không kia nếu hẳn là vị mặn thì đã làm mặn cái lưỡi của ông, cũng làm mặn cái mặt của ông nữa. Vậy thì ở người ở trong thế giới này đồng như là ở trong biển, đã thường chịu vị mặn, trọn chẳng biết được hương vị lạc. Nhưng nếu biết vị lạc thì cũng chẳng biết được vị mặn, đã không chỗ biết thì làm sao gọi là biết vị? Thế nên phải biết vị trần thiệt căn và cái nếm vị đều không có xứ sở, tức là cái nếm và cái vị trần cả hai đều là giả dối, vốn không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên.
Thế Đức Phật là nói tới cái việc nếm vị. Thì nếu bây giờ chúng ta nếm muối, chúng ta biết mặn, ăn chanh, ăn me, chúng ta biết chua, không? Ăn đường, chúng ta biết ngọt, tức là lưỡi chúng ta bắt đầu nếm vị. Thì Đức Phật hỏi cái vị này á, nó có từ đâu? Như vị mặn là đương nhiên theo kiểu mà thế tục của mình nói vị mặn có từ đâu? Có từ muối đúng không? Thì muối là mặn, ai biết cái chuyện này rất là thường tình rồi. Nhưng Đức Phật lý luận là muối, cái vị mặn không phải là do muối. Nếu vị mặn là ở muối thì muối nó tự biết mặn thì mình hoàn toàn mình không biết tới. Nhưng mà mình biết được cái mặn của muối thì cái biết cái vị mà biết được cái mặn ở muối là nó xuất phát từ muối hay là nó xuất phát từ lưỡi của mình. Nếu mà cái lưỡi của mình nó sanh ra cái mặn, rồi cái lưỡi của mình hồi nó sanh ra cái ngọt, rồi lưỡi mình hồi nó sanh ra cái chua, hay là cái lưỡi mình nó chạm tới mặn nó biết mặn, chạm tới ngọt biết ngọt, chạm tới chua nó biết chua. Thì chạm tới mỗi một cái vị nó biết một cái vị đúng không? Tạm ngọt nó biết ngọt, chạm mặn nó biết mặn. Thì vậy là đúng là cái lưỡi chúng ta sanh ra vị, hay là cái vị là làm cho cái lưỡi chúng ta biết. Bây giờ Đức Phật nói nếu cái vị nó sanh ra thì cái lưỡi chúng ta không biết. Mà nếu cái lưỡi sanh ra thì không cần cái vị là chúng ta cũng tự có ngọt, tự có mặn, tự có này kia. Nhưng mà cái lưỡi chúng ta là một, nhưng mà tại sao nó biết tùm lum vị? Không. Nếu mà cái lưỡi sanh ra cái mặn thì nó chỉ là mặn thôi. Lưỡi chúng ta sanh ra cái ngọt thì nó chỉ là ngọt thôi. Mà cái lưỡi nó là biết mặn, ngọt, là chua, cay, đắng, chát, rồi tùm lum hết. Cái lưỡi chúng ta biết rất là nhiều. Thì vậy là cái chỗ nào sanh ra cái vị? Chỗ nào sanh ra cái vị? Từ cái thức ăn sanh ra vị, hay là từ cái lưỡi chúng ta sanh ra vị, hay là từ hư không sanh ra cái vị? Nếu mà hư không sanh ra cái vị, nếu là nó là cái vị mặn á, thì trong cái thức ăn nó sanh ra vị mặn, rồi ở hư không này có vị mặn, thì cái mặt mình có mặn, cả thế giới này là một cái thế giới mặn. Thì hư không sanh ra vị mặn cũng không đúng nữa. Vì là cả ba cái vị trí này, tức là cái biết nếm của mình, cái vị đều, cái thiệt căn tức là cái biết nếm á, và cái vị đều không có xứ sở, không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Thu hai xứ thân căn và xúc trần, A Nan, ông thường sáng sớm lấy tay xoa đầu. Ý ông nghĩ sao? Trong việc biết xoa này, lấy cái gì làm cái biết cảm xúc? Cái biết ấy ở nơi tay hay ở nơi đầu? Nếu cái biết cảm xúc ở nơi tay thì cái đầu không biết, thì làm sao thành cảm xúc? Còn nếu cái biết ở nơi đầu thì cái tay ắt không dùng, làm sao gọi là cái xúc? Nếu mỗi mỗi cái biết đều, mỗi mỗi cái đều có cái biết, thì ông A Nan lẽ ra phải có hai thân. Nếu đầu và tay đều do một cái cảm xúc sinh ra thì tay và đầu chỉ có một thể. Nếu chỉ có một thể thì nghĩa của cảm xúc không thành lập được. Còn nếu có hai thể thì cảm xúc ở phía nào? Ở phía bên năng thì không có ở bên sở, ở phía bên sở thì không có ở bên năng. Chẳng lẽ hư không tạo thành cái cảm xúc cho ông? Thế nên phải biết cảm xúc và thân căn đều không có xứ sở, tức thân cùng cái cảm xúc, cả hai đều là giả dối, vốn không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Đức Phật ví dụ này cũng hay. Tức là bây giờ chúng ta lấy cái tay xoa đầu của mình thì mình liền có cảm xúc. Tại Đức Phật hỏi là cái cảm xúc này là nó tự tay hay tự cái đầu? Bây giờ nếu cái cảm xúc tự cái tay thì cái đầu hoàn toàn không có cái biết gì hết á. Như cái này á, là cái đầu nó cũng biết nữa. Thì nếu mà nói cảm xúc từ cái đầu thì cái tay nó sẽ không biết. Nhưng mà cái đầu, chứ khi tay rờ cái đầu thì cái đầu cũng biết cảm xúc, mà cái tay cũng biết cảm xúc luôn. Thì vậy là cả hai đều có cảm xúc hết. Nếu mà cả hai đều có cảm xúc là đồng một cảm xúc sinh ra, đúng không? Mà đồng một cảm xúc sinh ra thì lại có một cái thứ ba là gì? Là không có cảm xúc. Đã đồng một cái sinh ra thì không thành cảm xúc. Nó đã có cùng một gốc sinh ra thì nó không thành hai cây được. Còn nếu mà cái biết ở bên tay là một cái biết ở cái đầu là một cái, tức là hai cái biết, thì lẽ ra là chúng ta có hai người, có hai cái biết. Mà nếu mà có hai biết cùng ở một người là không đúng, không? Một người mà có hai biết là không đúng. Mà một người một cái biết sinh ra hai cái, Đức Phật cũng lý luận cho nó là không đúng nữa. Thì vậy là cái biết này từ đâu? cái lý luận này rất là vui, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng phải không? Từ trước giờ mình rờ tay lên đầu, cái mình thấy cái tay mình cũng có cảm giác, mà cái đầu cũng có cảm giác nữa. Thì mình nghĩ là mình rờ lên rồi mình biết cái cảm giác của cái tay, mình biết cảm giác của cái đầu. Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà cái cảm giác nó sanh ra từ một chỗ á, thì nó không có thành cái cảm xúc. Do cái cảm xúc, tức là cái xúc chạm, nó mới sanh ra cái cảm giác.
Bây giờ nếu mà từ một chỗ sanh ra thì nó không thành cảm xúc, không thành cái xúc chạm thì không sanh cảm giác. Còn nếu nó có riêng ở cái tay thì cái đầu không biết, nó có riêng ở đầu thì cái tay không biết. Nhưng mà nếu cả nói cả hai cái đầu và cái tay đều biết thì sẽ có hai cái biết. À, có hai ông anh em, có hai người để biết thì nó cũng không đúng. Thật ra là Đức Phật lại hỏi, lại xác định rõ ràng là nó không có một cái vị trí, tức là không có một xứ sở cố định, mà nó không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên. Cái phần thứ sáu, thu hai xứ ý căn và pháp trần. A nan, ý ông thường duyên ba tính thiện ác và vô ký mà sinh ra các pháp tắc. Pháp đó là do tâm sinh hay rời tâm riêng có phương hướng là xứ sở. A nan, nếu tức tâm thì pháp trần chẳng phải trần cảnh, chẳng phải là cái sở duyên của tâm, làm sao thành lập được xứ? Nếu rời tâm riêng có chỗ nơi thì bản tính của pháp trần là có biết hay là không biết? Nếu có biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với ông và chẳng phải trần cảnh thì như tâm lượng của người khác. Nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được? Nếu không có cái biết thì pháp trần này đã chẳng phải sắc, thanh, hương, vị, ly, hợp, lạnh, nóng và tứ hư không thì nó sẽ ở chỗ nào? Hiện nay đối với sắc tướng và hư không đều không thể chỉ ra được, không lẽ trong nhân gian này lại có cái ngoài hư không, không phải sở duyên của tâm, thì xứ do đâu mà thành lập? Thế nên phải biết pháp trần và tâm đều không có xứ sở, tức là ý căn và pháp trần cả hai đều là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Ở đây Đức Phật nói tới cái pháp trần, chúng ta nhắc lại. Bây giờ mình ngồi không gì, mình nhắm mắt lại cái tự nhiên mình thấy một cái hình sắc hiện ra. Ví dụ như là cái hình cái nhà hiện ra, hoặc hình một người nào đó hiện ra nơi đầu mình đi. Thì cái hình đó nó biết hay là không biết đối với gì á? Chúng ta phải xác định rõ điều này nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta nhắm mắt, nghe cái tiếng của người nào nói hồi nãy mình nghe mình thích quá, thì cái âm thanh nó vang động đó là nó biết hay là nó không biết? Lâu nay chúng ta cứ nhìn chúng nói vọng tưởng này, nói vọng tưởng kia, bây giờ mấy cái vụ này mình phải biết, này không biết là không được. Này là chúng ta phải biết á. Thì tu mà chúng ta phải xác định rõ cái này. Bây giờ khi chúng ta ngồi lại, bao nhiêu cái hình sắc nó nổi trong đầu. Bây giờ hồi nãy mình thấy gặp người này tên A, người này tên B, người này tên C, mỗi người cái mặt khác, người đẹp, người xấu, người đen, người trắng, người lùn, người cao, gì đó vân vân. Thì tất cả những hình bóng nó hiện ra hết nơi đầu của mình đó. Thì tất cả những hình bóng đó là nó biết hay là nó không biết? Biết không? Chắc không? Lần này chúng ta phải xác định cho kỹ. Thế thì khi mà chúng ta tu tập là những cái chuyện trong đầu mình là mình phải xác định rõ ràng, chứ nếu không là chúng ta sẽ mù mờ, chúng ta không biết tu cái gì, lấy cái gì và bỏ cái gì nơi tâm thức của mình. Đúng không? Thì bây giờ những cái nghĩ ra nơi đầu của mình, những cái hiện ra hình bóng này là nó biết hay là nó không biết? Xác định một lần thiệt là chắc rồi. Xác định chắc là biết rồi, không biết. Nếu mà chúng ta xác định không rõ cái này thì chúng ta khó mà tu thiền. Phải nói như vậy. Người nào mà muốn tu thiền là mấy cái này chúng ta phải minh định một cách rõ ràng nha. Chứ thôi chúng ta tu không được. Mà không biết cái này là chúng ta không phá vỡ được hang ổ của vọng tưởng. Mà không phá vỡ cái hang ổ vọng tưởng thì chúng ta không thể nào giác ngộ giải thoát được. Điều này đều chúng ta phải xác định. Biết hay không biết? Nó lớn lên ngày ra biết không biết? Cái này mà mình không rõ là không được. Thực sự những hình bóng âm thanh nó hoàn toàn nó không biết. Ví dụ nè, ví dụ như bây giờ thử ai ngồi dưới đây ha, là nhắm mắt lại sẽ thấy cái hình của tôi và thấy hình của ông Phật. Thì cái hình của tôi, cái bóng của tôi hiện trong tâm thức quý vị và cái bóng ông Phật hiện trong tâm thức quý vị, hai cái bóng khác nhau cái gì? Mà hai cái bóng nó có biết gì không? Không, hoàn toàn nó không biết. Bóng nó không biết, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái bóng trước và bóng sau hoàn toàn cũng không biết nha. Đây là điều hết sức hệ trọng của công phu đó. Chúng ta nhìn rõ là cái trước và cái sau nó có biết nhau không? Biết nhau không? Ý niệm trước và ý niệm sau biết nhau không? Không biết. Đó là cái thứ hai nha. Đó, nếu chúng ta công phu rồi chúng ta phải nhận rõ điều này cho mình thấy. Thấy tự nhiên cái đầu mình nó nhẹ liền. Thì như vậy là từ trước đến giờ mình nói là mình loạn tưởng, vọng tưởng ùng ùng, vọng tưởng nhiều, có nhiều không? Hoàn toàn không thể có hai ý niệm được. Chúng ta thấy rõ điều này. Không thể có hai hình bóng xảy ra cùng một lúc. Nó hiện cái này, nó hiện cái kia, nó hiện cái nọ, chớp nhón, nó hiện từng hình bóng một. Ví dụ như mình nhớ là 1000 người thì hình bóng này, hình bóng kia, hình bóng nọ liên tục hiện rồi nó mất. Hiện bóng này mất, hiện bóng kia mất, hiện bóng nọ mất.
hiện âm thanh này mất, hiện âm thanh kia mất, hiện âm thanh mọi mất, nó cứ liên tục như vậy thôi. Giống như cái phim, cái máy chiếu phim nó cũng chẳng biết cái màn ảnh là cái gì, nó cứ bật chiếu màn ảnh hiện ra hình này, hiện hình kia, cái máy với cái hình không biết gì nhau. Và cái hình với cái màn ảnh cũng không dính dáng gì nhau. Ai coi truyền hình nhớ được điều này, chúng ta có coi tivi đúng không? Thì cái hình cười, hình khóc, hình chết, hình sống có dính dáng gì cái màn hình không? Không. Nó có một trận chiến đổ máu, đẫm máu đi, hay là một cái đất nước thanh bình hiện ra trên màn hình có dính dáng gì tới màn hình không? Vậy là cái thiện, cái ác nó có dính dáng gì tới tâm mình không? Đây là chỗ mà chúng ta phải xác định ra công phu của mình. Chúng ta biết rõ điều này, công phu nó nhẹ lắm. Và bây giờ mình nhìn rõ coi là nơi đầu của mình xảy ra một lần bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu hình bóng, bao nhiêu? Không được, một không được, nếu phải được một cái là suốt đời chúng ta không bao giờ tu được. Một cũng không được, bây giờ thử coi, quý vị nhìn thử nơi mình có được một không? Được không? Được cái nào một, bắt đứng cái nó lại đây. Mình nắm đứng được một vọng tưởng nào ở lại với mình không? Đây là điều căn bản tu hành. Nếu chúng ta thấy là ở nơi tất cả những hình bóng và âm thanh, tức là tất cả những vọng tưởng mà chúng ta không nắm giữ là được, đúng không? Thì chúng ta làm sao? Không dính mắc cái gì. Thì này phải nhận rõ ra, mình không giữ được một vọng tưởng nào, không có vọng tưởng nào dính lại được với mình, thì mình làm sao? Giải thoát rồi, giải thoát một cách tự nhiên, khỏi cần công phu, đúng không? Đây là một cái sự thật mà mình phải thấy ra. Vấn đề thật nó chỉ là vậy thôi, chứ không, Đức Phật không có chỉ rùm rà, mặc dầu lý luận tùm lum, nhưng mà đây là vấn đề thật. Tất cả những ý niệm đều không biết, chúng ta phải xác định với nhau một điều như vậy. Tất cả những cái vọng tình, vọng tưởng đều không biết, phải xác định rõ điều này. Và cái ý niệm trước cũng không biết ý niệm sau cũng chẳng biết cái niệm trước là ai. Giữa hai ý niệm nó có một cái khoảng cách. Có niệm hiện ra là có khoảng không mới có ý niệm khác, nó có khoảng cách rõ ràng chứ nó không có dính lại với nhau. Mặc dù chúng ta nghĩ liên tục, nhưng mà cái trước nó không bao giờ biết cái sau không bao giờ biết cái trước. Mà còn không biết hàng trước nó có chết hay không, hàng sau cũng không biết. Hàng sau có khởi hay không, thằng trước nó cũng không hay, đúng không? Thì vậy là ý niệm không liên kết được với nhau. Và ý niệm không tạm dừng, không tạm dừng. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều như thế nào? Đều là vô trụ. Do tất cả các pháp đều vô trụ cho nên căn trần thức chúng ta đã vốn vô trụ. Căn vô trụ, trần cũng vô trụ, thức cũng vô trụ. Sắc thinh hương vị xúc pháp vốn vô trụ. Cho nên căn trần dính nhau không? Đã vô trụ lấy gì dính mà không dính giải thoát không? Trên logic là chúng ta đã giải thoát từ lâu rồi. Nhưng mà mình không có chịu nhận ra được cái đạo lý giải thoát vốn có của chính mình. Mình vốn tự giải thoát, chứ không phải là mình là cái người bị ràng buộc. Đừng nghĩ là mình ràng buộc, thật ra cái nghĩ mình ràng buộc là một cái nghĩ lầm. Chúng ta nghĩ không đúng, chúng ta thấy không đúng cho nên mình tưởng rằng mình bị ràng buộc. Chứ thực sự không ai buộc được mình cả, không ai buộc nữa. Bây giờ sở dĩ mình vướng mắc là từ đâu? Từ tâm, đúng không? Tâm mình chấp cái này, tâm mình chấp cái kia, tâm mình chấp cái nọ, cho là mình dính, đúng không? Nhưng mà chấp được không? Khi chúng ta khởi cái ý niệm chấp cái bông này, chấp được không? Giữ được cái ý niệm đang chấp nó giùm tôi lên. Giữ được dây đi tôi thưởng. Này có ai nắm giữ được ý niệm mình đâu? Không được. Một ý niệm mà chúng ta nắm giữ không được, tức là chúng ta không dính mắc được. Phải nói ngược lại là chúng ta không dính mắc được. Chứ không phải là mình nói mình giải thoát nữa, tức là tôi dính không có được nữa. Không biết có giải thoát hay không, nhưng mà tôi chắc chắn là tôi dính không được rồi đó. Và nếu chúng ta hiểu đạo lý đúng là chúng ta thấy là đi đứng nằm ngồi chúng ta hoàn toàn không có chỗ nào mà có thể dính lại được. Đây là một sự thật. Căn trần từ ngàn xưa cho tới bây giờ chưa từng dính nhau. Cho nên tất cả mọi người đều đã tự giải thoát, vốn đã giải thoát từ ngàn xưa rồi. Đó là mấu chốt của vấn đề. Ở đây Đức Phật lý luận nếu mà cái trần á mà nó biết thì nó trở thành cái tâm. Cho nên khi cái trần hiện ra thì mình có cái biết trần. Cái biết trần đó là cái gọi là cái ý căn của mình. Ở đây lý luận Đức Phật cũng lý luận giống như hồi nãy là cái biết, cái ý căn đó cũng không phải là nơi trần cảnh, cũng không phải là nơi cái ý của mình, và cũng không phải là từ hư không. Cho nên nó cũng không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên, tức là căn và trần. Cái biết thì pháp trần này chẳng phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ly và hợp vân vân, tất cả những cái biết đó nó không phải lạnh nóng, ly hợp và cái tướng hư không, thì nó sẽ ở chỗ nào hiện ra đối với sắc tướng và hư không.
Tức là Đức Phật lý luận á, là rời tâm mà có một cái chỗ nơi hiện ra thì không phải. Tức là cái trần đó đó, nếu mà rời tâm của mình thì sẽ không có cái trần hiện ra. Mà không có cái trần đó thì cái tâm cũng không lấy đâu để mà biết. À, do có cái sắc trần hiện ra, cái thanh trần hiện ra, cái hương trần hiện ra thì cái tâm chúng ta mới biết. Và cái biết đó, hồi nãy là lý luận là nó không phải ở sắc, ở thanh, ở hương, ở vị rồi. Thì vậy là từ đầu tới giờ Đức Phật nói ở cái căn và cái trần, cả hai đều không có xứ sở. Đây là một điều hết sức khúc chiết trong công phu. Nhưng mà cái kết thúc như hồi nãy giờ mình nói, học tùm lum không có cần biết cái gì nhiều. Chúng ta chỉ biết được một điều duy nhất là tất cả các pháp vốn vô trụ, là sắc vốn vô trụ, thanh hương vị xúc pháp đều là vô trụ, không có trụ là được. Rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và thức của chúng ta cũng là vô trụ. Là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn chúng ta đều là vô trụ. Giờ căn là nó không dính tới trần. Căn bản thân cái căn nó là vô trụ, nó không có xứ sở cố định. Bản thân của trần nó cũng vô trụ, nó cũng không có xứ sở cố định. Thì giờ là căn chạm với trần, nó là không có xứ sở cố định thì nó sẽ không có chỗ để vướng lại. Mà không có chỗ để vướng lại tức là tự tại giải thoát. Không như đó đủ rồi. Chúng ta biết chừng đó là tự nhiên thấy đủ vốn rồi. Ra học đạo có nhiều khi chúng ta học rất là cực. Và nói giờ chúng ta tu tập cực lắm, là do cái nhìn của chúng ta không đến cái sự thật này. Chúng ta tu cứ tu đời này qua tới kiếp nọ, mà cứ tu hoài, cứ ngồi đó mà nhắm mắt, cứ hơn thua với cái không biết. Tức không? Bao nhiêu cái trần nó có biết cái gì đâu. Bản thân nó không biết cái gì hết. Nó cũng chẳng có biết là nó khởi trong đầu mình hay là nó khởi đâu. Nó cũng tự nhiên nó không biết nữa. Phải không? Bây giờ mình nhắm mắt lại, mình kiểm tra lại mấy cái khởi khởi trong đầu mình, nó biết cái gì không? Nó có biết nó đang khởi trong đầu mình không? Nó cũng không biết. Ý niệm trước không biết, ý niệm sau cũng không biết, ý niệm trước nó hiện ra hồi nào nó cũng không biết, nó mất đi hồi nào nó cũng không hay. Bản thân nó là hoàn toàn không biết gì hết. Vậy mà ngồi hơn thua cả đời. Ngồi lại là hơn thua, vọng tưởng thôi. Phải chém, phải chặt, phải bóp, phải giết, phải đè, phải làm sao cho nó đừng có khởi thôi. Mà mình á, bây giờ một người bình thường, thấy chưa? Ra đường gặp người khùng cứ đè theo chọc rồi đánh đập người ta, chửi người ta, mình là cái gì? Mà từ xưa giờ mình tu là mình tu cái kiểu đó. Mình tu y như cái kiểu. Mình nói biết mình tỉnh rồi mình mê. Nhưng mà nói mình công phu quá chứ. Ngồi thiền bữa nào mình nhắm mắt mà đè ép được hết mấy vọng tưởng mà cho đừng có khởi lên, cái mình nói rồi bữa nay tôi tu ngon ghê nha, bữa nay không có một miếng vọng tưởng nào hết. Tôi được định này nọ ra kia đủ thứ. Mình chúng ta đã từng công phu vậy nhiều đời rồi. Nhiều đời. Rất là cực nhọc, cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần nhận ra được sự thật này thôi. Thưa quý vị, tự thấy là từ đây về sau là căn trần mình muốn dính, dính cũng không được. Như thế đơn giản là chúng ta muốn dính, dính cũng không được, chứ mình không dám nói là mình giải thoát, sợ người ta nói mình kiêu mạn. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy đến cái sự thật rồi, mình dính lại không được. Vậy là đủ. Học đạo tới chừng đó là chúng ta thấy gần như là nó đủ để trang bị cái kiến thức tự do cho mình. Thì mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình đi cái gì là tự động từ cái kiến thức này á, từ cái thấy mà đúng này á, chúng ta sẽ sanh ra cái hành động, cái cử chỉ, cái lời nói nó thoát căng trần. Nếu chúng ta nhận định đúng cái chỗ này, thứ nhất là chúng ta không còn nặng nề về công phu nữa. Thứ hai là không có chầm chầm hầm hầm như tịnh hâm mà cứ đi dùm ghìm mắt đừng cho thấy. Nó thấy đằng kia lại có người hơi đẹp đẹp sợ dính mắt rồi dòm xuống đất không dám dòm lên. Rồi đi qua cái liếc liếc ngang chút rồi có dòm thẳng. Mình sợ mình dính rồi dòm thẳng nó dính rồi liếc liếc rồi dính còn hơn. Nói kiểu công phu thấy rất là tức cười. Mà thật sự là cái điều này chúng tôi cũng đã cực nhọc nhiều năm lắm. Tức là cái hồi đầu mình công phu mà mình quyết tu á thì khổ lắm. À, ví dụ như mình thích nghe một cái bài nhạc nào đó đó ha, nghe xa xa mà bắt đầu nó rền rền rồi cái điệu giống giống đó. Một á là ngồi nín thở coi nó phải ca đúng cái bài mình thích không. Hai là bịt lỗ tai thôi, đừng có nghe nó dính. Nếu mình tu mà gắng bịt lỗ tai mà cứ như vậy á, rất là khổ sở. Thật ra nó cái lúc mà mình không hiểu biết mình làm mê thì rất là nhiều chuyện xảy ra phiền hà. Bây giờ còn hai phần cuối để chúng ta đọc luôn cái cho nó hết cái buổi nói chuyện này ha.
Tới cái phần thu 18 giới thì cái đoạn này hôm trước chúng ta cũng chưa giảng. Lại nữa, anh An thế nào là 18 giới? Vốn là Như Lai diệu tâm chân như tính. Anh An như ông đã rõ, nhãn căn và sắc trần làm duyên sinh ra nhãn thức. Thức này nhân nhãn sinh, lấy nhãn căn làm giới, hay nhân sắc trần sinh, lấy sắc trần làm giới. Anh An, nếu nhân nhãn căn sinh ra và không có sắc trần và hư không thì không thể phân biệt được. Dẫu cho có cái thức của ông thì đem dùng vào việc gì? Cái thấy của ông ngoài những sắc xanh vàng đỏ trắng thì không thể hiện hiện, vậy do đâu mà lập giới? Nếu nhân nơi sắc trần sinh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc, thì thức của ông đáng lẽ phải mất. Làm sao biết được tính của hư không? Nếu khi sắc trần đã biến đổi, không cũng biến đổi, ông cũng biết sắc tướng biến đổi mà cái thức của ông thì lại không biến đổi, vậy do đâu mà lập giới? Nếu theo sắc trần mà biến đổi thì tướng giới không thành được. Nếu không có biến đổi thì thường hằng cái thức đã do sắc trần sinh ra, lẽ ra không thể biết hư không ở đâu. Nếu gồm cả hai thứ nhãn căn và sắc trần hợp lại mà sinh ra, hợp thì chính giữa là phải ly, ly thì hai bên lại hợp, thể tính xen lộn làm sao thành lập được giới. Thế nên phải biết nhãn căn và sắc trần làm duyên sinh ra nhãn thức giới, ba thứ đều không thì nhãn căn, sắc trần và nhãn thức cả ba vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Tức là hồi đầu là nói lục nhập, rồi do căn và trần thì ra 12 xứ, và căn trần thức cộng lại là ra 18 giới. Thì tất cả chúng ta đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, những cái động dụng từ nhỏ nhiệm cho tới cái lớn lao của mình đều xảy ra là trong vòng 18 giới này không thoát. Cho nên bây giờ mắt, ở đây Đức Phật nói là mắt thấy hình sắc, thì tức là căn đã có trần, thì bây giờ thức bắt đầu phân biệt. Thì vậy Đức Phật hỏi là cái thức phân biệt này nó ở mắt ông hay là nó ở nơi căn trần, ở nơi trần cảnh? Tức là ở nơi cái thức phân biệt là nó ở nương nơi căn mà nó phân biệt, hay là nương nơi trần mà nó phân biệt? Nếu mà nương nơi căn thì không cần trần nó cũng phân biệt, nhưng mà tại sao khi có trần thì nó lại phân biệt? Còn nếu như cái thức này mà từ cái trần mà nó có thì nó tự phân biệt, mình không biết gì. Tức là khi mình nhìn thấy thì cái trần này nó tự biết, cái bông này nó tự biết mà mình không biết, thì cái đó không phù hợp. Mà nếu do hình sắc mà sanh ra trần á, thì cái lúc mà hư không ở hình sắc mà sanh ra cái thức phân biệt á, cái giới á, thì khi hình sắc nó mất rồi thì cái thức đó nó cũng phải theo đó mà nó mất. Nhưng tại sao mà khi hình sắc mất còn hư không thì cái thức chúng ta vẫn tiếp tục phân biệt được cái hư không? Thì vậy là cái thức không phải ở nơi căn, không phải ở nơi trần mà sanh ra, và cũng không phải ở hư không nữa. Đó là lý luận về cái thế giới. Thì vậy là cái thức phân biệt này không phải do căn, không phải do trần, và cả ba này đều là hư dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Tức là căn, trần và thức, nãy là lục căn mà rồi 12 xứ tới 18 giới, là cộng lại căn trần thức chúng ta nó có. Khi căn tiếp xúc với trần, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, là sẽ có một cái sự phân biệt đó. Mà sự phân biệt đó là cũng không có một cái nơi cố định, không có một cái xứ sở cố định. Lại nữa anh em, thế nào là 18 giới? Vốn là, lại nữa anh em, như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần làm duyên sinh ra nhĩ thức. Thức đó nhân nhĩ căn mà sinh, lấy nhĩ căn làm giới, hay nhân thanh trần mà sanh, lấy thanh trần làm giới. Anh em, nếu nhân nơi nhĩ căn sinh mà không có hai tướng động và tịnh hiện tiền thì cái biết của nhĩ căn chẳng thành. Đã chẳng biết gì thì cái biết còn không thành, huống nữa là cái thức phân biệt đâu có hình dạng. Nếu cho cái lỗ tai vì không có hai tướng động tịnh nên cái nghe không thành, làm sao lấy hình sắc tạp loạn của lỗ tai xúc chạm với trần mà gọi là thức giới? Và nhĩ thức giới lại do đâu mà lập? Nếu nhân nơi thanh trần mà sinh thì nhĩ thức nhân nơi thanh trần mà có, ác không quan hệ gì tới cái nghe của ông. Đã không nghe thì cũng không biết các tướng thanh trần ở đâu. Lại nhĩ thức do thanh trần sinh, dẫu cho thanh trần nhân cái nghe mà có tướng thì cái nghe lẽ ra phải nghe được nhĩ thức. Nếu không nghe được nhĩ thức thì không phải là giới. Nếu nghe được nhĩ thức cũng đồng như thanh trần, vì nhĩ thức đã bị nghe. Thì cái gì biết
nghe cái thức, còn không biết thì đồng như cỏ cây. Không lẽ thanh trần và cái nghe xen lộn mà thành ra cái giới ở giữa? Cái giới không có vị trí chính giữa thì tướng nội căn và ngoại trần lại do đâu mà thành lập? Thế nên phải biết nhĩ căn thanh trần làm duyên sinh ra nhĩ thức, ba thứ đều không, thì nhĩ căn thanh trần và thanh giới cả ba vốn không phải là tính tự nhiên, không phải là tính nhân duyên. Mà nó cũng giống như cái phần trước là Đức Phật lý luận cho chúng ta thấy được cái giới phân biệt. Giới là cái, tức là cái sự phân biệt. Có nghĩa là bây giờ mình ở đây và có một cái hình, có một âm thanh bên ngoài. Và khi chúng ta nghe âm thanh thì cái khoảng giữa của mình và âm thanh đó gọi là cái giới, tức là cái phân biệt để biết mình đang nghe âm thanh, đúng không? Thì cái biết mình đang nghe âm thanh gọi là cái thức phân biệt, được gọi là cái giới, cái giới. Thì vậy là do có cái lỗ tai đang nghe, do có âm thanh đang hiện hữu, cho nên có cái thức phân biệt ở giữa. Nhưng mà cái thức phân biệt này phải ở giữa không? Tức là bây giờ khi chúng ta nghe âm thanh, cái chúng ta phân biệt là à, cái âm thanh này là lớn, âm thanh này là nhỏ, âm thanh này là hay, âm thanh này là dở gì đó. Hoặc là mắt chúng ta thấy hình sắc rồi, nói chúng ta có cái giới của hình sắc, nó cũng giống giống cái chúng ta mới vừa học qua, thì giữa mình với cái hình sắc này nó có một cái khoảng cách. Khoảng cách tức là cái nội căn và cái ngoại trần. Thì bây giờ ở giữa nội căn và ngoại trần nó có một cái gọi là cái thức phân biệt, thì đó gọi là cái giới. 18 giới là gì? Mà ở đây Đức Phật xác định là cái giới này, Đức Phật hỏi là cái giới này nó có từ trần hay là nó có từ căn? Ở nơi căn để phân biệt trần, hay là nó ở nơi trần mà nó biết trần, hay là nó có lẫn lộn ở hai bên, hay là nó có ở giữa? Là tất cả những lý luận đó Đức Phật đều lý luận nó không phải ở nơi căn của mình. Nếu nơi căn thì nó tự biết, nó không cần đợi tới âm thanh mà nó phân biệt. Còn nếu mà nó ở trần á, thì trần nó tự biết thì mình hoàn toàn mình không biết. Còn nếu mà căn và trần đồng biết một lượt thì nó lẫn lộn, không biết ai biết ai. Ví dụ như âm thanh nó cũng biết mình cũng biết âm thanh, thì nó thành lẫn lộn, mình không có xác định vị trí là mình đang nghe âm thanh, đúng không? Thì nó cũng thành lẫn lộn. Thì vậy là cái giới phân biệt này không phải ở căn, không phải ở trần, mà cũng không phải ở giữa. Ở giữa thì nó vừa biết được âm thanh mà nó vừa biết được mình, thì nó biết một lượt hai cái. Nhưng mà cái biết này có phải biết lượt hai cái không? Thì nó cũng thành lẫn lộn nữa. Cho nên là Đức Phật cũng kết luận là cái nhĩ thức giới này nó cũng là do cái căn và trần, cái nhân duyên sinh ra nhĩ thức giới. Căn trần tạo nhân duyên nhau sinh ra nhĩ thức giới. Thì nhĩ căn thanh trần và thanh giới cả ba vốn không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Thì hồi trước là chúng ta đã học thiếu phần này. Tóm lại cái phần mà thu lục căn, thì Đức Phật muốn cho tất cả những người đọc được bản kinh Lăng Nghiêm này, cũng như tất cả những người học Phật, đều biết một điều là căn không phải không thật, trần không thật, và thức không thật. Thì lục căn, lục trần và lục thức thì tạo ra 18 giới, là cái tổng diện của căn trần thức của mình. Mà bây giờ mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình đi đâu, mình ở đâu cũng lòng vòng trong 18 giới này. Chúng ta ra không được 18 cái này, cho nên chúng ta phá được cái thì chúng ta sẽ ra hết. Còn không phá được cái nào là hết đời này rồi sang kiếp khác, hết kiếp khác rồi sang kiếp khác, chúng ta cũng quẩn trong 18 giới, chúng ta ra không được. Thì chỗ đó gọi là không giải thoát. Nhưng mà căn trần và thức này á, nếu mà nói nhập thì nó không có chỗ để nhập, nói xứ sở thì nó không có nơi cố định, nói giới thì nó cũng chẳng có chỗ ở nào. Tức là căn trần và thức nó không có một cái rõ ràng, không có một cái cố định, không có một vị trí để nó dính lại hoặc nó trụ lại. Bây giờ nói là mắt chúng ta thấy hình sắc và chúng ta sanh cái ý thức phân biệt, thì thường á là theo lý luận mà nếu chúng ta thấy một cái sắc đẹp rồi chúng ta sanh tâm phân biệt trên đó, chúng ta thích hoặc là chúng ta không thích đó, tức là gì? Là bị dính mắt, đúng không? Tu vậy là bị dính mắt rồi. Cái người dính mắt là do họ không hiểu cái thật của căn và trần. Trước khi mà họ hiểu được cái thật của căn và trần, như nãy giờ mình nói, cái căn là giống gì? Không có vị trí cố định nè, không có xứ sở nè, ha, và không trụ. Căn bố không trụ, và trần cảnh cũng giống không trụ,
Chúng ta ví dụ một cái đơn giản để căn chúng ta không trụ. Bây giờ mắt mình là nhìn thấy cái đèn bên trái mình. Nếu bây giờ mà chúng ta bị dính á, thì chúng ta quay bên đây chúng ta vẫn thấy tiếp tục cái đèn. Nhưng mà khi chúng ta xoay qua bên đây chúng ta thấy cái khác, chứ không phải thấy cái đèn nữa. Thì ngay khi cái nhìn nó đã rớt tại chỗ đó rồi, đúng không? Chúng ta thấy từng căn chúng ta giải thoát này. Nói lý luận lại từng căn giải thoát của mình, để mình thấy rằng rõ ràng là từ xưa giờ đứng cái chữ nào mình cũng giải thoát. Nói mình tu hay không tu mình cũng đã tự giải thoát rồi, mà không nhận ra thôi. Đây là một điều nó là dễ như cái trở bàn tay, đạo lý giải thoát như trở bàn tay, không có khó. Cho nên rất là nhiều cái chư tổ các vị ngộ rồi á, như này Lâm Tế ngộ rồi, nói đạo lý hoàn bát không có nhiều, chút xíu mà cái khải bàn tay là xong hết mọi cái rồi. Mà người nào mà khi thấy đạo lý thật sự không có là gì nữa thì người đó đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Bây giờ rõ ràng là bây giờ nói tới âm thanh đi, âm thanh là nãy giờ mình nói quá trời tiếng đúng không? Nói từ nãy giờ là quý vị nghe rất là nhiều tiếng, nhưng nếu giờ tôi dừng lại thì còn ở đây âm thanh nào không? Mất liền, ngay khi nghe là tự rất lấy liền, không có cần mình phải dụng công. Từ nãy giờ có ai mà ngồi đây để gán cái dụng công để cho âm thanh này nó tự mất không? Đâu có đâu, đâu có ai tu cái kiểu đó, nãy giờ là không có rồi đó. Không, nhưng mà âm thanh nào hiện ra rồi nó cũng sao? Nó cũng không còn. Vì sao vậy? Vì âm thanh vốn vô trụ, chắc thanh hương vì xúc pháp vốn vô trụ. Và mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình vốn vô trụ. Nó không có trụ từ xưa giờ, nó trụ không có được. Thực sự thì mình cũng muốn trụ lắm á chứ, nhưng mà trụ không được. Thì là xong chuyện, cái gì đâu không? Đơn giản, đạo lý giải thoát hết sức là đơn giản. Nếu chúng ta làm cái gì để cho giải thoát á, mà mình làm không được á thì tức thiệt á chứ. Nhưng mà cái này là yêu cầu chúng ta không có làm gì chúng ta được giải thoát, mà chúng ta không chịu mình giải thoát này mới là tức. Bây giờ hỏi lại, nếu chúng ta chịu mình giải thoát không? Thế thì sao mấy người này giải thoát hết chưa? Sự thật bây giờ dính cái gì? Hỏi lại cái mình dính cái gì? Dính ở căn hay là dính ở trần hay là dính ở thức? Dính bên ngoài hay là dính bên trong? Dính ở đâu? Nó nhìn là rất là thực tế, đây là một điều rất thật. Thật ra chúng ta học Phật để chúng ta thấy sự thật, chứ không phải học Phật để chúng ta thêm cái gì. Nếu mà cái đầu của mình nó vượt hết những cái khái niệm cũ, chúng ta là người mới trên nguyên hoàn toàn, để chúng ta tiếp nhận đạo lý này chúng ta sẽ sống yên ổn liền. Ngày đầu mà chúng ta học đạo mà được những cái lời pháp thực sự như thế này thì đi đâu đứng đâu ngồi đâu mình cũng giải thoát tự tại. Mà chuyện này xảy ra rất là nhiều đối với chư tổ. Chúng ta thấy như là cái thời như Tam Tổ Tăng Sáng, thì khi gặp Nhị Tổ Bại Khả, Nhị Tổ Bại Khả hỏi Tam Tổ Tăng Sáng là người tới đây làm gì? Nói cầu đạo giải thoát. Nhị Tổ trừng mắt nhìn mặt ổng, nói ai trói buộc ngươi? Con không nhìn lên thấy đâu ai tới buộc đâu. Nói là đâu thấy ai tới buộc con đâu. Nói là vậy nên ngươi là già người giải thoát rồi. Cái ổng ngộ đạo luôn. Nhưng nãy giờ mình nói mình giải thoát nhiều lần lắm, sao chưa thấy ai ngộ? Đó là sự thật, phải không? Bây giờ ai trói buộc ai? Mình trói buộc cái gì hay là mình dính mắc cái gì? Thử ngồi nghiệm lại cái dính chỗ nào. Thật ra khi mình học đạo hồi trước mình có nói á, là mình phải xác định lại cho mình bị trói buộc cái gì, mình bị vướng mắc cái gì và mình cầu thoát cái gì, phải không? Trong cái kỳ giảng kỳ rồi chúng tôi có nói rõ điều này. Khi mình xác định mình bị trói buộc á, thì sẽ có chỗ để mình tháo ra. Nhưng mà bây giờ đạo lý này cho chúng ta thấy một cái điều rất thật là mình dính lại không được. Chứ không phải là mình tu giải thoát, thực sự là mình không có tu gì hết trơn á. Nếu nói tu thì mình không có tu bằng ai. Nhưng mà nếu thấy được sự thật này thì không ai giải thoát hơn mình. Phải nói một câu như vậy. Thấy cho đến sự thật này đi, thì tất cả chúng ta là đi đứng nằm ngồi ngủ thức một cách rất là tự do tự tại, không có còn chuyện gì để bàn nữa. Lấy cái gì dính cái gì, tu cái gì? Bây giờ đứng đâu để tu nè? Hỏi bây giờ mình đứng ở vị trí nào để mình tu cái gì? Hỏi là okay. Đứng là tâm để tu hay đứng là thân để tu? Rồi lấy cái tâm tu với cái gì? Bỏ cái gì ra lấy cái gì vô? Tự hỏi là coi mình tu cái gì. Ví dụ như mình giờ mình ngồi tiếng ngồi đó, mình ngồi đó mình tu cái gì? Tu cái gì? Trừ vọng niệm, phải không?
trừ vọng tưởng, trừ nghiệp tập, trừ phiền não, đúng không? Thì xưa giờ mình có cái quan niệm đó, ngồi lại để mình dứt trừ vọng niệm nè, mình dứt trừ phiền não, mình trừ tham, trừ sân, trừ si, trừ gì mà cái đó đâu mình không biết. Nếu mà thực sự giờ ngồi nghiêm túc nhìn lại cái những cái đó nó nằm ở đâu? Không có, nó hoàn toàn không có. Thì chúng ta đứng ở chỗ không có này mà chúng ta nhìn càng ngày càng rộng cái không có này ra đi, thì tâm chúng ta lúc nào cũng cái không có rộng rang thanh tịnh này. Ngay cái chỗ thanh tịnh này làm vị trí đứng. Thế bây giờ ngồi nghiêm túc nhìn lên tâm mình có cái gì không? Nếu ngay đây nó không có cái gì. Không, như hồi trước chúng tôi nói là cái người mà biết quét sân á, vừa quét trống một ổ gác là chúng ta phóng vô, bắt đầu từ đó chúng ta banh nó rộng cái trống đó ra. Thì bây giờ cái người muốn mà tu tập theo đạo Phật, nhìn tâm mình ngay tại chỗ này nó còn cái gì không? Nếu không có gì, chúng ta đứng ngay cái vị trí đó, bắt đầu chúng ta nhìn, đứng ở chỗ không dính đó, không có đó mà chúng ta phải thấy biết mọi cái xảy ra nơi duyên trần, nơi tiền trần ở bên ngoài, cũng nơi sắc trần ở bên trong của mình. Mình phải thấy rõ, phải xác định như hồi nãy mình nói là cái sắc trần này hoàn toàn không biết. Cái sau nó không biết, cái trước nó không biết, cái sau nó hiện bao lâu nó cũng không biết, mà nó mất hồi nào nó cũng không hay. Nhưng mình có cái biết đó, thì bây giờ cái chính của mình là nhận ra cái biết không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thấy chưa? Tức là Đức Phật muốn gom tụ tất cả mọi cái để chúng ta thấy là căn, trần và thức hoàn toàn không thật. Chúng ta có cái biết ở nơi căn, nhãn căn, cái biết ở nơi nhĩ căn, biết nơi tỷ căn, biết nơi thiệt căn, biết nơi thân căn và biết nơi cái ý căn của mình. Thì cái biết ở nơi sáu cái này bây giờ kết luận lại là nó giống hay nó khác. Và cái biết này nó ở nơi đâu? Đó, hai cái này nếu chúng ta trả lời được thì là coi như chúng ta học hết được quán kinh Lăng Nghiêm rồi đó. Chỉ cần biết được như thôi. Thứ nhất là bây giờ cái biết này là đồng hay là khác nơi lục căn? Đồng hay khác? Bây giờ vấn đề chúng ta nói lại cái nghe nè. Đặt câu hỏi là cái nghe hồi nãy Đức Phật nói là bây giờ cái nghe, khi chúng ta nghe âm thanh là âm thanh chạy tới mình hay là mình chạy tới âm thanh? Thì thực sự là không phải mình chạy tới âm thanh, Đức Phật không lý luận vậy rồi. Và âm thanh cũng không phải chạy tới mình. Nhưng mà tại sao mình nghe? Tại sao mình nghe được? Cái nghe nó phải là ổ lỗ tai hay là do âm thanh mà mình nghe? Nhưng mà một cái điều quan trọng đó nè, mình ngồi tại đây nha. Nếu âm thanh bốn hướng là mình xác định rõ ràng là bốn hướng có âm thanh một lượt, đúng không? Lần trước chúng ta có âm thanh, ở đằng sau có âm thanh, bên phải có âm thanh, bên trái có âm thanh, mà xảy ra một lượt chúng ta đều xác định một được. Tại vì là chúng ta phân thân để chạy ra hay sao? Phải không? Điều này để cho mình thoát ra cái thân căn của mình, để mình nhận ra được cái không phải thân căn, nó giống có. À, nếu mà mình không có ở khắp á, thì mình sẽ không bao giờ nghe khắp. Giống như mặt trời mà lên là cái là soi khắp trần gian này, cho nên ở chỗ nào cũng bị ánh sáng mặt trời chiếu tới hết. Vì sao? Vì ánh sáng nó đã phủ khắp cái trần gian mình. Thì cái tính biết nghe của mình á, nó vốn đã đầy à. Đầy hay không à, cho nên bây giờ nó nghe ở chỗ nào, chỗ nào có âm thanh hiện ra trong nó là nó nhận rõ chỗ đó. Chứ mình không chạy tới chạy lui, mình hoàn toàn không đi tới chỗ âm thanh để mình nghe, mà do âm thanh nó hiện trong cái khoảng trời nghe của mình. Vì mình đã ở khắp nơi rồi, chứ không phải mình là cái thân mấy chục kg này, không phải là cái lỗ tai để nghe âm thanh nữa. Và chúng ta khéo làm sao á, nói ở đây chúng ta chấp nhận được, nhưng mà về nhà có thỉnh thoảng chúng ta ngồi riêng một mình để mình khéo mình nhận ra được cái không khoảng cách giữa cái biết hình sắc và biết âm thanh giùm tôi một lần, hiểu không? Tức là cái biết của mắt và biết của tai nó không khác nhau. Nếu ai có một cái lần nhận ra được điều này là coi như chúng ta thông lục căn liền, không cần con mắt mà chúng ta thấy được hình sắc liền. Người đó phút giây đó được gọi là ngộ đạo, tức là chúng ta phá vỡ được lục căn của mình. Mà khi nào ai đứng lên nói được, thưa thầy con không cần mắt mà con thấy được hình sắc, vậy là coi như xong rồi đó. Khỏi cần dụng công gì nữa, đơn giản đó. Thì vậy là nếu mà chúng ta ngồi suy luận á, chiêm nghiệm cho thật kỹ, tức là những cái phút mà mình ngồi yên một mình lắng lòng thực sự thanh tịnh để mình cảm được cái nghe này, để sau này mình nghe được cái nhĩ căn viên thông ở những cái phẩm sau, nó sẽ thu hoạch được kết quả tốt á. Thì bây giờ chúng ta tập, trước thì cũng có một lần nói là chúng ta tập nghe khắp, chúng ta thả lỏng mình hoàn toàn để mình nghe được tới cái sự thật của mọi việc. Thả lỏng là không phải là lắng tai nữa, cứ buông thõng hết, buông thõng hết tất cả mọi cái, đừng có trụ chấp ở đâu.
đừng có mắt mình đừng có chú ý để thấy sắc, tay mình đừng có chú ý để nghe âm thanh nào, mũi đừng có chú ý để ngửi cái mùi vị gì hết, cứ thả lỏng tất cả mọi cái bình thường. Thì tất cả mọi cái hiện ra một lượt, ví dụ như ngay đây vừa có âm thanh nè, vừa có hình sắc nè, vừa có mùi thơm nè, vừa nghe nóng lạnh nè, vừa có cái vị khác biệt xảy ra một lượt nơi lục căn của mình, thì lúc đó là sao? Mình nhận biết một lượt. Có phải biết một lượt không? Ví dụ như bây giờ mắt quý vị đang thấy, tay đang nghe một lượt nè, mũi đang hít thở để biết cái mùi không thơm không hôi nè, cái lưỡi biết cái vị nó không mơ ngọt không có mặn nè, phải không? Coi như bốn căn này của cái thân chúng ta nóng hay lạnh là năm cái nè, chúng ta có phải biết một lượt không? Phải không? Phải biết một lượt. Và cái biết một lượt này nó có khác nhau hay là giống nhau? Thế biết cái nơi mắt, biết nơi tai, biết nơi mũi, biết nơi lưỡi, biết nơi thân giống nhau hay khác nhau? Giống hay khác? Giống không? Chắc giống không? Nếu mà chúng ta nhận rõ được điều này thì chúng ta sẽ nhận ra được một cái điều là một chúng ta có một cái biết mà không phải lục căn. Cái biết đang biết lục căn thì nó không phải là lục căn, nó đang phủ trùm ở lục căn này. Chính cái biết này nó mới sanh ra năm cái biết trên căn của mình, sáu cái biết nơi căn của mình. Giống cái đèn chúng ta đốt đây ban đêm, chúng ta thấy là có sáu cửa thì nó sẽ sáng ra sáu cửa thì thôi, nhưng mà trong này chỉ là một ngọn đèn. Thì chúng ta phải cảm nhận ra được cái ngọn đèn đang sáng để biết nơi lục căn. Thì người nào mà cảm nhận ra được điều đó thì người đó được xem là nhận ra được cái diệu minh chân tâm của mình theo Kinh Lăng Nghiêm, đúng không? Đó thì như vậy là chúng ta phải khéo nhận ra được điều này một lần. Đó thì bây giờ chúng ta chấp nhận. Không chấp nhận cũng không được, là cái đạo lý giải thoát đã giống có rồi, đúng không? Bây giờ ai không nhận thì cũng cứ nhìn thấy không ai bị ràng buộc hết, không? Ở đây tôi thấy không có ai bị ràng buộc, không ai bị trói buộc, không ai bị dính mắc gì hết. Hoàn toàn, chúng ta hoàn toàn tự do nơi lục căn của mình. Lục căn từ xưa giờ chưa từng có một lần dính lục trần. Mình nói như vậy, căn trần thức chưa có một lần dính nhau, dính không được. Rồi dám ký giấy bảo đảm luôn là không, cái gì không bao giờ dính. Còn dám chấp nhận giải thoát hay không là cái quyền của quý vị. Không, cái quyền của mình. Mỗi người tự chọn. Mình chọn coi mình bây giờ mình sống tự do, tự tại giải thoát hay là mình muốn sống ràng buộc tầm lưng. Nhưng mà muốn ràng buộc lại cũng không được. Nếu chúng ta chấp nhận được đạo lý giải thoát này và chúng ta bắt đầu sống tự do, tự tại với chính mình, không thêm không bớt nữa, thấy nghe hay biết. Tại vì nó vốn vô trụ rồi mà nắm không được, cho nên đừng có nắm. Nắm không được rồi thì cứ thả lỏng, cứ để cho căn tiếp xúc với trần một cách rất là hồn nhiên tự nhiên như vậy. Nghe là nghe hồn nhiên tự nhiên như vậy, thấy là thấy hồn nhiên tự nhiên như vậy, thấy thấy khắp, nghe nghe khắp, đi đứng nằm ngồi là chúng ta thấy biết khắp. Lúc nào cái thấy biết khắp của chúng ta cũng hiện hữu chứ không có khuất mất. Trừ trường hợp là chúng ta trụ lại riêng tư, giờ ví dụ như đang thấy tùm lum cái gì, cái mình muốn thấy cái bông một, cái mình chú ý tới cái bông thì mình lúc đó mình chỉ biết cái bông, mình không biết được khắp. Nhưng mà khi mình không có trụ cái bông mình sẽ biết khắp. Giống như cái nghe, giờ chúng ta không phải trụ âm thanh, chúng ta nghe tùm lum. Chúng ta là cái người khắp. Thì chúng ta đừng bao giờ gom mình nhỏ nhiệm để biết một cái. Chúng ta phải thả lỏng để cho mình biết khắp trở lại, để mình trở về với cái uy nguyên của chính mình. Vậy được gọi là tu, chứ đừng có thêm bớt gì nữa. Nên mong rằng đại chúng chúng ta sẽ khéo cảm nhận được điều này. Và chấp nhận hay không thì quý vị cũng là người giải thoát rồi. Có chấp nhận hay không thì chúng ta cũng là người đã dấu giải thoát rồi. Chúng ta không có ràng buộc, không có dính mắc được. Nó học đạo lý chúng ta phải nắm bắt được cái cốt này, rồi chúng ta sống với cái đời sống tự do giải thoát của chính mình á, thì cái huệ chúng ta sẽ thực sự khai mở. Khi chúng ta chấp nhận được cái này, nó sẽ tháo gỡ rất là nhiều chuyện trong đời sống này của mình. Chúng ta sẽ nhìn bằng cặp mắt giải thoát với mọi vấn đề, là mọi vấn đề nó theo đó mà nó giải thoát, chứ nó còn vướng lại. Thì mong sao đại chúng chúng ta ngay từ đây, phải không? Như vậy phải dù sao cũng nên gán mà chấp nhận mình giải thoát. Gán giải nhận mình là người đã giải thoát và vốn đã giải thoát từ xưa giờ. Thì chúng ta gán chấp nhận để khi hết năm nay là chúng ta đã rủ sạch tất cả những cái phiền não, khổ đau, những cái vướng mắc từ trước đến giờ, không? Rồi năm cũ là chúng ta rủ sạch hết. Để bước qua năm mới là chúng ta sẽ với một con người mới hoàn toàn, với cái tâm thức mới tươi trắng, thanh tịnh, sáng suốt, trong lành và tự do, tự tại, giải thoát hoàn toàn. Đó là cái lời kết thúc của tôi ngày hôm nay. Và mong rằng quý vị sẽ là cái người thực sự tự do, tự tại trong cuộc sống còn lại của mình. Và
sớm hòa nhập được với chân lý để chúng ta có một đời sống thực sự an lạc, thực sự phúc lạc, thực sự giác ngộ ngay giữa trần gian này, để sạch tất cả những cái mà cái thấy biết lầm lẫn của mình từ xưa giờ, để đi đứng nằm ngồi chúng ta là cái người thấy biết trong sáng, thấy đâu giải thoát ở đó, nghe chỗ nào giải thoát ở đó, đi đến đâu ngồi đâu ở vị trí nào, mỗi thời mỗi lúc xảy ra trong cuộc sống chúng ta là người tự do giải thoát. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chắp tay hồi hướng nghe ha. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Yeah.